Nhà đọc truyện xin hân hạnh giới thiệu bộ truyện. Hoàng phi thiên hạ. Tự gốc là đích nữ độc thê của tác giả Thanh Thanh Du Nhi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Chương 106, đi vào. Tây Lương Mạc cắn răng, bề ngoài này của mình lừa người khác còn được, chứ muốn lừa Bách Lý Thanh. Trừ khi nàng thật sự có thể khoác một bộ da người lên người. Tây Lương Mạc nhìn trái nhìn phải không thấy ai, trực tiếp bỏ của chạy lấy người, ngay cả cửa cũng không kịp đóng. Nhưng nàng vừa mới chạy tới khúc quanh hành lang thì đã đụng phải một bộ ngực đầy đặn, khiến cái mũi nhỏ đau nhói. Ai ui, trong phủ sao lại có kẻ lỗ mãn như thế, con nhỏ kia muốn tìm đường chết à giọng nói quen thuộc của trương ma ma vang lên trên đầu tây lương mạc tây lương mạc chửi thầm quả nhiên trương ma ma lập tức xách cổ áo nàng cả giận nói quân trúc con nhỏ chết tiệt này bảo ngươi mang đồ vào phòng tắm hầu hạ đất công tắm rửa sao ngươi lại chạy ra đây chán sống rồi hả tây lương mạc vội vàng ôm lấy tay trương ma ma nịnh nọc nói ma ma nô tỳ chưa từng thấy phong thái của đất công cũng chưa từng hầu hạ quý nhân tắm rửa sợ tay chân vụng về ngược lại đắc tội đất công xin ma ma thứ lỗi trương ma ma thấy tiểu nha đầu nói rất đáng thương chỉ đành lắc đâu ta chân vụng về ngươi có tiền đồ chút đi hôm nay là giao thừa ai cũng bận rộn nếu không còn đến lượt ngươi đi hầu hạ đất công chắc bà dứt lời liền kéo tay lương mạc đi về phía phòng tắm hết kiên nhẫn nói được rồi ngươi đỡ một tay cho ta học chút đi tay lương mạc kinh hãi nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào tốt, đành bị kéo thẳng vào phòng tắm. Trương ma ma tiện tay nhét mấy thứ nàng đặt dưới đất vào tay nàng, lại kéo nàng tới một chỗ nước chảy để rửa tay, bôi một đống dầu thơm vào tay, rồi trương ma ma kính cẩn quỳ gối bên ngoài bình phong. Trên tay cầm một cái khăn trắng cùng một lọ dầu vừng. Đất công, nô tỳ tới đưa đồ, tiểu nha đầu vừa rồi từ nông thôn tới, mới vào phủ, chưa từng hầu hạ quý nhân, là tại nô tỳ sơ sẩy để nàng tới hầu hạ đốc công, xin đốc công trách phạt. Tây Lương Mạc cũng quỳ gối phía sau bà, phát hiện trương ma ma nhìn có vẻ thô thiển khi hầu hạ người ta lại theo quy củ hầu hạ quý nhân trong cung cực kỳ tiêu chuẩn. Chắc hẳn vị ma ma này cũng từ trong cung ra, hôm nay bận đến choáng đầu mới để một tiểu nha đầu mới vào như nàng hầu hạ chủ tử. Bách Lý Thanh nhận lấy đồ trên tay trương ma ma, giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên sau tấm bình phong, lát nữa tới chỗ tiểu liên tử lĩnh phạt, loại chuyện này bản tọa không muốn thấy lần thứ hai. Trương ma ma quỳ rạp trên mặt đất toát mồ hôi lạnh, thưa dạ nói, vâng. Gần đây tính tình đốc công càng lúc càng nắng mưa thất thường, đám hạ nhân bọn họ càng không dám đi sai nửa bước. Sau đó không lâu, tiếng châu ngọc chạm vào nhau len ken vang lên, tay lương mặt vội vàng cuộn tròn người quỳ rạp trên mặt đất. Cố gắng thay đổi hình thể của mình để thân thể mình càng có vẻ nhỏ gầy, tránh cho lão yêu nghìn năm tinh mắt nào đó phát hiện. Chỉ thoáng chốc, khóe mắt Tây Lương Mạc liếc thấy một mảnh áo bào màu tím thẫm theo hoa văn nước biển rối rắm dừng ngay trước mắt mình, sau đó cảm thấy một ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu nàng bất cứ lúc nào dừng lại trên lưng, giống như bị một con yêu thú nguy hiểm nhìn chằm chằm. Cảm giác lạnh giá và cực kỳ đè nén khiến người ta không dám nhúc nhích, giống như ngay cả hơi nước trong phòng cũng bị ngưng tụ thành sương lạnh đè trên người tay lương mặt hơi run run, tựa như tất cả nha hoàng sợ hãi khi phải đối mặt với chủ nhân lạnh lùng. Nếu không ngẩng đầu, chỉ nhìn thế này sẽ không bị nhận ra mới đúng. Quả nhiên, loại ánh mắt lạnh như dao này chỉ dừng trên người nàng chốc lát rồi rời đi, sau đó nàng liếc mắt thấy vạt áo ưu nhã như mây bay biến mất ngoài cửa. Bầu không khí nặng nề trong phòng tan biến trong nháy mắt, hai người đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Mama, đều là lỗi của nô tỳ, làm hại ma ma bị phạt, nô tỳ bằng lòng dùng hai tháng tiền lương an ủi ma ma. Tây lương mạch ấy nấy nói với trương ma ma. Nàng thật sự không muốn hại trương ma ma bị phạt. Sớm biết thì ra sư phụ đại nhân nhà nàng không tùy tiện để người vào hầu hạ tắm rửa, chỉ cần ở ngoài đưa khăn mặt dầu vừng thì nàng cũng không cần trốn tránh khổ như thế. Trương ma ma ngạc nhiên nhìn Tây lương mạc, thấy nàng có vẻ chân thành cũng không khách khí, ra cửa liền khoát tay, quên đi, Lần sau cẩn thận chút là được, nếu chọc giận đốc công hôm nay chỉ sợ không phải chỉ bị đánh là xong chuyện, ngươi về phòng bếp giúp việc trước đi. Đợi ta đi tả giám gặp Liễu công công rồi nói sau. Tây Lương Mạc không lên tiếng nữa, ngoan ngoãn xoay người nhìn theo Trương Ma Ma đi tả giám lĩnh phạt, nàng quay về phòng mình. Trương Ma Ma lát nữa bị phạt không thể trở về ngay, không ai biết nàng đi đâu nên nàng không cần đi làm việc vừa về phòng vừa vặn thấy Bạch Ngọc mặc trang phục nha đầu làm việc nặng bưng bồn nước vào, thấy Tây Lương mặt nàng mới kinh ngạc nói, quận chúa, sao người đi lâu thế mới về, Trương Ma Ma tìm người khắp nơi. Ừ, ta vừa mới gặp Trương Ma Ma. Sau này gọi ta cẩn thận chút, đừng để người ta nghe thấy. Tây Lương mặt xoay người tìm ra một bộ y phục dạ hành từ trong tủ. Quận chúa nghe rất giống quân trúc, nàng sợ Bạch Ngọc nhất thời không sửa miệng được nên trực tiếp dùng tên giả là Quân Trúc. Bạch Ngọc Vân một tiếng, nhìn động tác của Tây Lương Mạc mới giật mình, quần. Quân Trúc, tối nay ngươi muốn ra ngoài à? Tây Lương Mạc gật đầu, vừa lấy các loại thuốc từ tủ ngầm trên đầu giường ra cẩn thận cất lên người vừa nói, từ, đêm nay ta định đi thăm dò Hương Vân Phường. Mùng một đại hội đoạt khôi Trâm hoa sẽ tổ chức ở đó, hôm nay người chủ trì nhất định sẽ ở Hương Vân Phường xác nhận lần cuối xem chuẩn bị đầy đủ hết hay chưa. Quân Trúc, làm vậy quá nguy hiểm, công lực của ngươi mới khôi phục ba, bốn phần, ta đi cùng ngươi. Bạch Ngọc lo lắng buông bồn nước, cũng định đi thay quần áo. Nàng tới Lạc Dương mới biết quận chúa tới đây trốn thiên tuế gia chỉ là thứ nhì, mục đích chính là tới điều tra tung tích của thiên lý giáo. Tây Lương Mạc đè bàn tay cầm y phục dạ hành của nàng xuống nhàn nhạc nói bạch ngọc em nên biết công lực của ta dù mới chỉ khôi phục ba bốn phần vẫn cao hơn em chúng ta không hiểu kỹ về thiên lý giáo cũng không biết trong đó có cao thủ hay không nếu ta đánh không lại có thể chạy nhưng nếu có thêm em nói không chừng sẽ thành trói buộc từ lâu nàng đã bảo bạch ma ma thầm tìm hiểu tung tích của thiên lý giáo bạch ma ma là thị tỳ của phiêu miễu chân nhân cũng từng nhận được chân truyền của phiêu miễu chân nhân từng là người trong giang hồ tự có con đường tìm hiểu tin tức riêng. Bạch Ma tìm hiểu đến đại hội đoạt khôi trâm hoa 3 năm một lần ở Lạc Dương thu hút không ít khách giang hồ cùng các Mỹ cơ thanh lâu tham dự. Trong thời điểm chuẩn bị đại hội thiên lý giáo thường nhiều lần lui tới Lạc Dương, có nguồn tin cho biết lần này thiên lý giáo sẽ có động tác lớn trên giang hồ nên tiêu phí không ít bạc vào đại hội này. Hơn nữa, Tiểu Bạch từng đánh nhau với bồ câu trong vương phủ, cướp một phong thư về, nàng vô tình phát hiện thư này nhất định có liên quan tới thiên lý giáo trong đó tuy không lộ nhiều tin tức nhưng rõ ràng là giọng điệu của kẻ trên sai bảo thuộc hạ ban đầu nàng cho rằng là đại quản gia gửi đi nhưng ngày thứ ba sau khi đại quản gia bị bắt tiểu bạch lại vô tình ngậm một phong thư nữa về trên đó chỉ viết bốn chữ cứu người đoạt khôi nói cách khác trong vương phủ còn người của thiên lý giáo đồng thời cấp bậc không thấp mà điều thật sự khiến Tây Lương Mạc hứng thú tới Lạc Dương lại là chuyện Bạch Ma Ma nghe được bảo tàng. Trên giang hồ từng lưu truyền một cố sự, kể rằng trăm năm trước một vị đại nguyên soái từng đánh đông dẹp bắt, đoạt được bảo tàng rồi giấu đi. Bởi vậy phải tội đế vương bị chém đầu, cả nhà bị tịch thu tài sản chém đầu, trước lúc lâm chung hắn đã giấu bảo tàng trong hổ phù của hắn. Nay nhiều năm đã qua, tấm hổ phù kia hiện thế, khách giang hồ rụt rịch động lòng khi bạch ma ma nói đến tin tức này vẻ mặt có vẻ phản đối vài năm trước cũng có một ít bảo tàng hiện thế cái gì mà bí tịch tuyệt thế võ công xuất hiện luôn quấy động giang hồ cuối cùng chưa thấy ai có bản lĩnh luyện được võ công tuyệt thế kia đạt được bảo tàng vô thượng thống nhất giang hồ ngược lại nàng lại cảm thấy rất hứng thú với những câu chuyện truyền miệng này ma ma thực sự có thần công đứng đầu luyện thành có thể thiên hạ vô địch à Bạch ma ma vừa thu dọn quần áo vừa cười nhạt, chưa nói đến võ lâm chính đạo, lục lâm hắc đạo, tà ma ngoại đạo vốn là thế chân vạc, không ai chinh phục được ai. Ngay cả minh chủ võ lâm là trưởng môn phái võ đan, đứng đầu cao thủ nội gia cũng bị tà ma hắc đạo giết chết khi tới không động làm khách, không động thì càng không cần nói. Thật sự là đến chó gà cũng không tha. Người người đều nói là huyết ma cung tà đạo gây nên, còn đi bao vây tiêu diệt huyết ma cung, Ép huyết ma cung rời khỏi võ lâm trung nguyên. Nhưng nếu thật sự là huyết ma cung làm, bọn họ có thể nào bị ép đến nhất nhát bỏ chạy thế không? Tây lương mạc nghe vậy liền, đó đương nhiên không phải huyết ma cung làm, đó là chuyện tốt mà đám yêu nghiệt tư lễ dám làm. Thế lực dân gian nho nhỏ sao có thể đấu lại quan phủ? Đây là định lý từ cổ tới kim. Thế nhưng Tây lương mạc phát hiện một chuyện vô cùng thú vị trong lời đồn về bảo tàng này. Đại Nguyên Soái năm giữ binh mã thiên hạ bị hoàng đế chém đầu, làm Đại Nguyên Soái bị tuyên văn đế bức tử. Hổ phù giấu bảo tàng, lệnh bài Lam Gia. Lời đồng này chẳng phải câu chuyện về Lam Gia bị bóp méo hay sao? Ngay cả hai yếu tố lớn đều trùng hợp với Lam Gia đến vậy. Thế nhưng, bí mật này vốn là cấm kỵ của triều đình, làm thế nào lại lưu truyền tới giang hồ? Còn xuất hiện đúng lúc Bách Lý Thanh muốn nàng tìm kiếm lệnh bài Lam Gia, cộng thêm thiên lý giáo cũng tham gia trong đó chuyện này tự nhiên trở nên vô cùng kỳ diệu nàng chưa bao giờ tin trên thế giới có nhiều trùng hợp và hiểu lầm đến thế chỉ là có kẻ cố tình làm mưa làm gió mà thôi vì vậy nàng quyết định tới lạc dương tra xếp một phen có lẽ sẽ có được thu hoạch bất ngờ chủ tử bạch ngọc ngẹn ngẹn không sai cho dù nàng là người có võ nghệ cao nhất trong ba tỷ nữ nhưng so với quận chúa quả thật trên lệch khá xa, cho dù quận chúa chỉ khôi phục ba, bốn phần công lực nàng cũng không phải đối thủ của quận chúa. Thế nhưng, chủ tử, nhưng như vậy quá nguy hiểm. Bạch Ngọc vẫn tỏ vẻ phản đối mãnh liệt. Nàng từng thề muốn đồng sinh cộng tử với chủ tử, sao có thể để chủ tử một mình đi làm chuyện nguy hiểm như thế? Tây Lương Mạc cười cười, em nói ta hao hết tâm tư chạy tới Lạc Dương, sợ bị sư phụ ta bắt, còn không thể không lẫn vào nha môn hành chính của tư lễ dám làm tiểu nha hoàng, còn không vì điều tra chuyện này hay sao? Thật sự mà nói, nàng vô cùng hứng thú với lệnh bài Lam Thị, hứng thú cá nhân. Nếu lệnh bài này thật sự có chỗ trọng dụng, có lẽ nàng chưa chắc đã giao cho Bách Lý Thanh. Hơn nữa hiện nay Bách Lý Thanh hứng thú với nàng. Ai biết tương lai thế nào, lòng người là thứ không đáng tin nhất, huống hồ nếu tư lễ dám rớt đài, Chẳng lẽ nàng cũng phải xui xẻo theo? Chính trị trước nay là thứ dơ bẩn nhất, cũng là thứ từng giây từng phút như đi trên dây, không ai biết một giây sau ai sẽ quỳ dưới chân ai, vì vậy biện pháp tốt nhất chính là khiến mình có năng lực đứng cao bất bại. Nàng không hẳn muốn mọi người quỳ gối dưới chân mình, nhưng nếu gặp thứ muốn nàng quỳ xuống, nàng nhất định phải khiến đối phương quỳ gối dưới chân mình. Bạch Ngọc nhìn Tây Lương Mạc. Biết mình khuyên không được, đành dặn dò nhất định phải cẩn thận đồng thời giúp nàng kiểm tra lại những thứ tối nay cần mang đi. Đợi tới khi mặt trời khuất bóng, hoàng hôn phủ xuống, tay lương mặc sách hành lý lặng lẽ lật mình qua bờ tường. Hôm nay là giao thừa, trên đường đã không còn ai, mỗi nhà bắt đầu làm cơm tất niên, tiếng pháo lác đác vang lên trên con đường vắng vẻ. Chỉ còn binh sĩ đến giờ trực thỉnh thoảng đi qua đi lại. Nhưng chốc lát sau, nàng tới nơi náo nhiệt nhất Lạc Dương, bờ sông Lạc bờ sông lạc trùng trùng điệp điệp những căn lầu nhỏ dăng đèn kết hoa, chung quanh truyền đến tiếng pháo, tiếng cười kiều mị của phụ nữ, tiếng đám khách giang hồ lớn tiếng chồng ghẹo. Người đến người đi, náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều, lôi đài cao mấy trượng đã được dựng lên. Đại hội đoạt khôi trâm hoa này chính là để chọn ra hoa khôi đẹp nhất trong đám hoa khôi tham dự, được xưng là lạc thần, mà đoạt khôi thì chỉ đám khách giang hồ lên lôi đài thi đấu, chọn ra người thắng cuối cùng trong hắc bạch lưỡng đạo không chỉ có cơ hội được một đêm xuân với Lạc thần, đồng thời trong ba năm còn được tôn là minh chủ Võ Lâm Bạch Đạo cùng khôi thủ Lục Lâm Hắc Đạo. Về phần bọn họ có khả năng lãnh đạo hay không thì không ở trong phạm vi suy nghĩ. Vì vậy, Tây Lương Mạc từng tỏ vẻ ngẫu nhiên nhắc tới chuyện này với Bách Lý Thanh, phản ứng của Bách Lý Thanh là kinh miệt. Trong mắt hắn, cao thủ có lợi hại thế nào chăng nữa, không thuần phục trước mặt quyền thế nhất định sẽ bị giày xéo huống hồ còn là một đám ô hợp giang hồ dùng luận võ để phân cao thấp mà không cần đến năng lực lãnh đạo. Tây Lương Mạc trốn ở một góc bí mật nhìn trộm một lúc, Hương Vân Phường là thuyền hoa lầu cắt lớn nhất nơi này, cả tòa tiểu lâu dựng thành hình con thuyền, một nửa trên bờ một nửa trên mặt nước. Nàng mở túi đồ ra, lặng lẽ thay trang phục nha đầu tạp dịch của Hương Vân Phường đã chuẩn bị sẵn, sau đó giấu đồ đi, cầm một cái rổ nhỏ lặng lẽ theo đuôi mấy nha đầu ra ngoài mua đồ đang cười nói đi ngang qua, hướng về phía Hương Vân Phường. Tiến vào Hương Vân Phương cực kỳ thuận lợi. Vào trong phường, nàng theo đám nha đầu đi thẳng về phía trước. Âm thầm đánh giá kết cấu của Hương Vân Phường. Ở giữa đã đặt hơn 10 cái bàn vuông bằng gỗ liêm, nhân sĩ giang hồ mặc đủ loại trang phục đang ngồi đó lớn tiếng cười đùa, thỉnh thoảng có vài cô gái mặc trang phục đạo cô hoặc hiệp nữ lẫn trong đó. Thế nhưng không có người mặc trang phục thiên lý giáo xuất hiện, chỉ có không ít vệ sĩ mặc áo vải màu xanh lam đang cảnh giác dò xét bốn phía. Không biết thuộc môn phái nào, nhưng nhìn đám gân xanh nổi lên trên huyệt Thái Dương cũng biết là một số cao thủ nội lực. Tây Lương mặc lặng lẽ quan sát một hồi, đang định lẫn vào đám đông tìm hiểu tin tức như mọi ngày thì bỗng bị một người túng vai, nàng giật mình vô thức muốn đánh trả, nhưng dây tiếp theo lập tức thu tay quay đầu nhìn về phía người kia. Ngươi là nha đầu từ đâu tới? Vì sao ta chưa từng gặp ngươi? Đó là một người phụ nữ hơn 30 tuổi, đầu đội trâm cài hoa hồng, mặc một chiếc áo gấm theo bách điệp xuyên hoa hồng với váy mã diện màu xanh lam, rõ rành rành là trang phục tú bà, đang nhìn chầm chầm tây lương mặt từ trên xuống dưới. Cương mặt phủ một lớp son phấn dày tràn ngập cảnh giác. Tây lương mặt làm ra vẻ thành thật ngốc nghếch nói, nô. No. Nô no tì. Là. Từ thôn Lạc Thủy, mẹ. Mẹ nói nơi này có việc làm, phòng bếp cho hai lần tiền. Lần trước ta tới không được chọn, lần này Thúy Nhi tỷ bị bệnh, ta tới thay tỷ ấy. Tú bà này tên là Kim Mama, trước đó nàng đã hỏi thăm qua về tình hình Hương Vân phường, chỉ không ngờ người này khôn khéo đến thế, nhìn một cái đã nhận ra nàng lạ mặt. Kim Mama biết gần đây phòng bếp thiếu người, tới thôn làng gần đấy chọn vài đứa trẻ thành thật lên thuyền giúp việc, nhưng bọn trẻ này nàng đều đã gặp, bao gồm cả Thúy Nhi kia. Có điều hôm nay không thấy nàng ta, có lẽ thật sự bị bệnh nên mới bảo nha đầu nói lắp này tới thay chân. Nửa tin nửa ngờ nhìn tay Lương mặt một lúc, không phát hiện sơ hở nào, Kim Ma Ma không mất thời gian nói chuyện với nàng nữa, liền trừng mắt cảnh cáo nàng, lát nữa ngươi ở trong phòng bếp, không được đi lung tung, nếu gây ra chuyện gì. Hừ. Kim Ma Ma cười lạnh hai tiếng, chuyện hôm nay rất trọng đại. Phải đề phòng thám tử của tư lễ giám, nếu có kẻ khả nghi xuất hiện nàng thà rằng giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tây Lương Mạc như bị dọa sợ, lập tức cúi đầu run run nói, vâng. Nhìn chầm chầm Tây Lương Mạc vào phòng bếp, lại lệnh thị vệ ở cửa phòng bếp trông coi cẩn thận Kim Ma Ma mới xoay người rời đi. Tây Lương Mạc lặng lẽ liếc bước chân mềm mại của nàng ta, thầm nghĩ ngay là tú bà hương vân phường cũng là người luyện công có thể thấy hương vân phường này nhất định không đơn giản cũng may khi đó vì trà trộn vào hương vân phường lo trước khỏi họa từ sớm đã tốn không ít công hôm nay mới không bị vạch trần có điều nàng nhớ hương vân phường này là tầng lâu sở quán lớn nhất lạc dương có từ rất nhiều năm rồi nếu nói bên trong hương vân phường có chuyện khuất tất e rằng không phải chuyện sớm chiều tây lương mạc ở trong phòng bếp giúp việc thỉnh thoảng tính toán đồ ăn bưng ra ngoài mà không vội trộn chạy ra thám thính tin tức, trong phòng bếp đều là người giúp việc không được phép ra ngoài. Thời gian trôi qua từng phút, Tây Lương Mạch tính trăng đã lên cao rồi. Bốn phía không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, nàng mới đi tới trước mặt hai vệ sĩ canh cửa thấp giọng nói, hai vị đại ca, ta muốn đi nhà xí. Hai thủ vệ thấy Tây Lương Mạch luôn thành thật cũng không khó xử, sai một người đi theo Tây Lương Mạch đi nhà xí một người ở lại tiếp tục trông coi thủ vệ kia đi theo Tây lương mặt cách ba bước luôn duy trì một tư thế phòng vệ Tây lương mặt âm thầm giật mình bởi sự đề phòng của đối phương với một nha đầu nhóm lửa thôi cũng phải cẩn thận đến thế nhưng trên mặt không có bất cứ điều gì khác thường ngoan ngoãn đi vào nhà xí thủ vệ áo xanh kia thì chờ ở ngoài chưa được mấy phút bỗng nghe bên trong có tiếng hét ngắn ngủi của cô gái a à, Thủ vệ áo xanh lập tức cảnh giác rút trường đao bên mình ra, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Nhưng một lúc lâu không nghe thấy hồi âm, thủ vệ kia không nhịn được dùng đao đẩy cửa nhà xí, cửa vừa mở ra liền phát hiện bên trong không một bóng người. Thủ vệ hoảng hốt, vô thức bước vào trong nhà xí một bước. Chỉ một bước như thế hắn liền cảm thấy có chỗ không đúng. ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt chổng ngược của Tây Lương Mạc, há miệng phun ra một làn hương thơm về phía hắn một giây sau thủ vệ lẳng lặng ngã xuống. Tây lương mặt nhẹ nhàng thả người xuống, đón được thủ vệ kia, kéo hắn vào trong nhà xí, dùng thùng phân ở bên cạnh chụp vào sau đó nhanh chóng mặc y phục dạ hành màu đen vào. Nàng ra khỏi nhà xí, bật người nhảy lên, theo thân thuyền thoáng cái đã lên đến tầng 3, nàng đang định thò đầu ra thì thấy một đội thủ vệ áo lam đeo đao đi qua, tây lương mặt giật mình đành phải xuề năm ngón tay bám chặt vào thân thuyền bằng gỗ trơn trượt đông đưa ngoài khoang thuyền. Nhưng đội thủ vệ này không có ý định bỏ đi, còn chia ra năm bước một trạm đứng canh gác ngoài khoang thuyền tầng 3, một người gần nhất chỉ cần hơi thò đầu ra ngoài sông là có thể thấy Tây Lương Mạc đang đeo bên ngoài khoang thuyền như nhền nhện. Tây Lương Mạc cố gắng thả nhẹ hô hấp, trong lòng không khỏi bối rối, cho dù nàng bám ở đây không bị phát hiện thì cũng tiến thoái lưỡng nan. Một lát sau, trong mắt nàng đảo quanh, ngưng lực ở một tay, tay kia lặng lẽ sờ vào ngực móc ra cái gì ném xuống dưới. Thứ kia thẳng tắp rơi xuống mặt sông lạc kết băng, một giây sau, ngay khi sắp va phải mặt sông lại bỗng xoay vòng một cái dương cánh bay lên. Thứ kia bay về phía mũi tàu, ngửa đầu kêu vài tiếng cạc cạt, lúc đầu không ai chú ý tới con chim xuất hiện giữa đêm đông, thế nhưng một khắc sau đám thủ vệ lầu ba dần cảm thấy có điểm không thích hợp. Không biết từ đâu bay tới một đám chim bay quanh khoang thuyền, sau đó không ngờ bắt đầu lượn trên đầu đám thủ vệ mà kỵ đám thủ vệ áo xanh lập tức giận sôi máu đồng loạt xua đám chim này thứ gì thế đây là giữa mùa đông từ đâu ra lắm chim thế năm mới năm me suối quẩy chính trong lúc hỗn loạn này không ai chú ý một bóng người lặng lẽ bay lên tầng ba như quỷ sau đó nhanh chóng lách vào trong bóng tối nhao nhao cái gì biết đây là đâu không bỗng cửa khoang thuyền mở ra một người đàn ông trung niên thò người ra lạnh giọng gầm lên với đám thủ vệ đang đuổi chim đầu lĩnh thủ vệ lập tức không người ôm quyền cung kính nói bẩm báo đường chủ hình đường không biết từ đâu tới một lũ chim ị lên đầu các huynh đệ nên mấy bãi phân chim thôi cũng chẳng phải cái đinh bảo người của ngươi trông coi cho cẩn thận nếu để người của tư lễ dám trà trộn vào quấy nhiễu chủ công làm hỏng chuyện lớn thì các ngươi đừng mơ sống tiếp đường chủ hình đường kia trực tiếp ngắt lời hắn cười lạnh một tiếng sau đó đóng sầm cửa lại vâng đầu lĩnh thủ vệ lập tức nói bảo đám thuộc hạ không cần để ý tới lũ chim kia nữa tiếp tục trở về vị trí của mình tay lương mạc ẩn trong bóng tối thầm thở vào một hơi sau đó xoay người lén lút tới gần gian phòng chất đầy quần áo đồ dùng nhìn khóa trên cửa hai ngón tay nàng hơi dùng lực siết đứt dây khóa sau đó lắc mình vào phòng sau khi đóng kỹ cửa, nàng lập tức tới gần tường, dán lỗ tai lên vách tường, cố gắng nghe âm thanh từ sát vách. Thế nhưng âm thanh bên kia quá nhỏ, nàng đành nhíu mày bỏ qua loại phương pháp này. Nàng suy nghĩ một chút, từ túi nhỏ trên người lấy ra một cái bình thủy tinh, sau đó dùng một cái thìa đặc chế bé tẹo bôi chất lỏng bên trong lên góc tường. Chỉ chốc lát sau, tường gỗ phát ra một làn khói tím, sau đó nhanh chóng bị ăn mòn tay lương mạc bôi một lớp thuốc tường liền mỏng một phần âm thanh cũng dần lớn hơn cho đến khi mùi gì thế như đốt cái gì thì phải tay lương mạc lập tức ngừng tay đợi đối phương không tìm thấy mùi khét phát ra từ đâu lần nữa thảo luận chính sự nàng mới lẳng lặng ngồi trên sàn thuyền bằng gỗ thô kìm ném hơi thở áp tai vào vách thuyền lần nữa vách thuyền bị ăn mòn hơi lệch xuống phía dưới tay lương mạc phát hiện trước mặt còn có một cái ghế ngăn cản vì vậy nàng trực tiếp dùng một thanh đao nhỏ đặc chế mở một cái lỗ. Vách thuyền bỗng xuất hiện một cái lỗ mà không ai chú ý, Tây Lương mặt lặng lẽ quan sát khoang thuyền nhỏ này, nàng không thể nào ngờ rằng ánh mắt đầu tiên đã thấy một người quen cũ, tần đại quản gia. Nàng nhíu mày, Bách Lý Thanh không nói cho nàng đại quản gia đã chạy thoát. Hơn nữa nơi như tư lễ giám lão làm sao trốn ra được, lẽ nào có nội ứng. Lần này, tặc tử tư lễ giám không thể giết chết lão phu, lão phu nhất định phải dùng hết lực lượng cả đời để diệt trừ đám gian nhân tư lễ dám cùng tử y khách chặt ta một tay kia. Sắc mặt đại quản gia tái nhật nằm trên ghế mềm chỗ chủ tọa. Lão thiếu một cánh tay, cộng thêm trên người trên mặt đều có không ít vết thương, gây đến đáng sợ. Mới mấy ngày ngắn ngủi, hình tượng thư sinh nho nhã đã không thấy đâu, tầng đại quản gia nhìn giống như một lão già khô quắc, hoặc nên nói là một bộ xương di động, một con mắt cũng đã mù có thể thấy thủ đoạn hành hình tàn nhẫn của tư lễ giám lúc này người ngồi quanh khoang thuyền cũng căm phẫn phụ họa an ủi tần đại quản gia tôn chủ đại nhân ngài yên tâm chúng ta sớm muộn gì cũng báo thù cho ngài ngài yên tâm dưỡng thương là được trong những người đó bằng vị trí ẩn nấp của tây lương mạc phần lớn nàng không thấy được mặt nhưng tây lương mạc tương đối có thể xác định nếu những người này là nhân vật chủ chốt trong thiên lý giáo thì nàng đại khái chỉ biết một vị tôn chủ đại nhân. Mà sau đó, một giọng nói lành lạnh nghe không ra nam nữ vang lên, hắn không an ủi tầng đại quản gia mà lạnh nhạt chất vấn, tầng tôn chủ, nhà tù tư lễ giám xưa nay có tiếng dễ vào khó ra, khi chạy trốn ngươi không thấy quá thuận lợi à. Tần đại quản gia lập tức nổi giận, hắn trắng răng nhìn chầm chầm người kia nói, thế nào? Lẽ nào ngay cả thuộc hạ giáo chủ cũng nghi ngờ sao? Ngài chớ quên, nếu ta muốn bán đứng thiên lý giáo thì nhiều năm trước không cần trăm cây nghìn đắng giúp đỡ ngài giáo chủ lẽ nào là giáo chủ của thiên lý giáo thần long thấy đầu không thấy đuôi ngay cả sư phụ đại yêu nghiệp nhà nàng cũng chưa từng bắt được lỗ tai tây lương mạc hơi động đậy nàng bắt đầu cẩn thận phân tích giọng nói vị giáo chủ kia không hiểu sao nàng luôn cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc vị giáo chủ kia im lặng một lúc cuối cùng dùng giọng điệu ôn hòa nói bản tôn đương nhiên biết công lao vất vả của tần tôn chủ có điều hiện nay thám tử tư lễ dám không nơi nào không xuất hiện hoạn quan bách lý thanh thủ đoạn tàn những đê tiện vì vậy không thể không đề phòng ngươi đừng để trong lòng tuy tần đại quản gia vẫn có chút bực bội nhưng đối phương đã xuống nước lão cũng không tiện nói gì nữa bầu không khí lạnh đi một hồi chủ đề lại chuyển tới đại hội đoạt khôi trâm hoa hộ pháp hình đường tây lương mạc đã từng thấy trước kia mang vẻ mặt lành lạnh nói lần này nếu chúng ta có thể thu phục hết đám mãn phu giang hồ dưới kia sau này có thể khiến bọn chúng là lính hầu cho thiên lý giáo chúng ta tư lễ giám nhiều cao thủ đến đâu cũng kém cao thủ giang hồ hắc bạch lưỡng đạo nếu có thể sai người đi ám sát giang tặc bách lý thanh tư lễ giám còn gì đáng sợ giáo chủ chúng ta chỉ cần đứng ra kêu gọi những người bất mãn tư lễ giám giả mang nhất định sẽ hưởng ứng vô số giáo chủ trầm ngâm nói Thuyết ma cung dẫn đầu tà đạo là một lũ gặp lợi quên nghĩa, có thể để bản tôn sử dụng, có điều đám bạch đạo tự xưng hảo hán lục lâm. Đường chủ hình đường cười hắc hắc, giáo chủ cứ yên tâm, thứ gọi là bạch đạo này đều thích thể diện, chúng ta đánh bại bọn chúng trong đại hội đoạt khôi trâm hoa, bọn chúng đương nhiên sẽ duy trì thiên lý giáo chúng ta, về phần đám lỗ mãn lục lâm này. Nếu giáo chủ muốn chúng ta tiêu diệt hết bọn chúng cũng có sao, bọn chúng vốn là tội phạm triều đình truy nã tây lương mạc nghe vậy trong lòng thầm nghĩ lời này ý là lẽ nào trong quan phủ cũng có người của thiên lý giáo đám chủ sự trưởng lão của thiên lý giáo nghe vậy đồng loạt gật đầu nói đúng đều nói ít ngày nữa đại sự sẽ thành cố tình tần đại quản gia trước đó không nói gì lúc này lại ồn ồn nói một câu à thật không nhưng theo lão phu biết lần này bạch đạo có không ít cao thủ tới đây chỉ kể đến cao thủ dùng độc của đường môn kim cương trưởng của Liễu Trần Thiếu Lâm, cả bang chủ tân nhâm bang nữa, e rằng thực lực đều bất phàm, không biết giáo chủ định đánh bại bọn họ thế nào. Đường chủ hình đường lập tức hiếp mắt nhìn sang, lạnh lùng trừng mắt nhìn tầng đại quản gia, tầng tôn chủ. Cho dù giáo chủ không có võ công cái thể, trí tuệ lại không thua lão giáo chủ, không đánh lại thì chúng ta dùng trí. Hôm nay nhân vật lớn của hai đạo hắc bạch chẳng phải đều ở hương vân phường của chúng ta hay sao? Tây Lương Mạc nhướng mày, ha, xem ra muốn dở gian kế. Thế nhưng khi nàng đang định tiếp tục nghe lén kế hoạch của đối phương thì ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng nghi hoặc, nhìn kia, cửa phòng kho sao lại hé mở thế nhỉ, không phải có trộm chứ. Tây Lương mặt cả kinh, lập tức bật người tìm chỗ trốn nhưng đã không kịp nữa. Cửa ngay sau đó bị mở ra. Thủ vệ đứng ngoài chỉ thấy một bóng người chợt lóe lên, sau đó hắn hoảng sợ hô lên, người đâu, có thích chữ khách còn chưa ra khỏi miệng, hắn đã cảm thấy trên cổ lạnh toát, sau đó máu tươi phun ra, đầu nghiêng đi mềm hoặc ngã xuống đất. Nhưng một tiếng hét ngắn ngủi của hắn vẫn kinh động đám thủ vệ gần đấy. Không xong, có thám tử. Bắt thích khách. Đám thủ vệ lập tức rút đao nhanh chóng nhằm về phía khoang thuyền, ngay cả người trong khoang chính cũng phát hiện có người ở sát vách. Người tỉnh táo chút liền phản ứng nhận ra nơi phát ra mùi lạ vừa rồi có người vận nội lực bổ một chưởng về phía vách phòng giữa phòng kho và khoang chính, góc tường kia đã bị ăn mòn cực mỏng, một chưởng bổ xuống lập tức biến thành mảnh vụn bay tứ tung. Tây lương mạc ở một bên đang muốn phi thân ra ngoài bằng cửa sổ nhỏ, không ngờ vách tường bị người ta đánh nát trong giây lát, một luồng khí cực mạnh nháy mắt áp về phía tây lương mạc. Nội lực to lớn của đối phương ép Tây Lương Mạc hít thở không thông. Mảnh gỗ vụn cắt lên y phục dạ hành của nàng mấy lỗ thủng, bức tay lương mạc không thể không rời khỏi cửa sổ để né tránh. Chính một lát trì hoãn như vậy, thông qua vách tường bị đập vỡ, khoang chính lập tức hiện ra lồ lộ, căn phòng tối rộng thoáng hơn, Tây lương mạc chớp mắt nhìn rõ ràng những người ở trong khoang thuyền. Những người này tuy không mặc giáo phục thiên lý giáo nhưng trên cổ hoặc bên hông đều đeo một miếng ngọc bội khắc chữ vạn. Mà quả nhiên như nàng suy đoán, ngoại trừ tầng đại quản gia nàng không nhận ra một ai. Giáo chủ thiên lý giáo mặc một cái áo choàng, chỉ lộ ra hai con mắt, khiến người ta không nhìn rõ hình dạng của hắn. Có điều bàn tay dơ lên hơi hồng cho thấy chính hắn là người dùng một chưởng vỗ nát vách thuyền. Trong chớp mắt tay lương mặt khắc thân hình đối phương vào trong đầu, chỉ cảm thấy thân hình kia thật sự quen thuộc. Có lẽ, người nàng biết không chỉ một mình tần đại quản gia. Thế nhưng lúc này không cho phép nàng suy nghĩ nhiều. Bởi nàng mặc một thân y phục dạ hành, tay cầm đoạn kiếm cũng đã bại lộ trước mắt đám người thiên lý giáo. Người kia dùng giọng nói tận lực biến đổi lạnh lùng nói, bắt tên thám tử này, nếu hắn không đưa tay chịu trói, giết ngay tại chỗ. Mặc kệ người này là người giang hồ hay thám tử của tư lễ giám, đều không thể sống rời khỏi căn phòng này. Trong mắt giáo chủ hiện lên một tia tàn nhẫn. Người của thiên lý giáo nhanh chóng phóng về phía tây lương mạc. Tây Lương Mạc nhờ vào thân thủ linh hoạt cùng kinh công chạy giữa đám người thiên lý giáo. Tuy trưởng lão cùng hộ pháp thiên lý giáo đều rất kinh ngạc về kinh công tuyệt diệu của thám tử. Nhất thời không bắt được nàng, nhưng bọn họ không có đạo nghĩa giang hồ gì đáng nói, lập tức liên thủ vây công. Công lực của Tây Lương Mạc mới khôi phục ba, bốn phần, nếu là trước kia nàng còn có thể chắc chắn thoát thân khỏi đám người quần đấu này, nhưng hôm nay, nàng hít mắt, từ trong lòng lấy ra một ống trúc tạo hình kỳ lạ, đầu ống trúc hình đài sen, nàng lập tức đưa tay về phía đuôi ống vỗ mạnh. Trong nháy mắt ống trúc kia tuôn ra vô số vật nhọn màu xanh lam bắn về phía trước đám thiên lý giáo đang vây công. Có hộ vệ thiên lý giáo trúng châm xong lập tức ngã xuống đất đau đớn con người. Mau lùi lại, là bạo vũ lê hoa châm. Hộ pháp hình đường là người có kiến thức, trong lúc kinh ngạc còn không quên hét lớn một tiếng, thân hình lùi mạnh đồng thời lập tức lấy thân che phía trước giáo chủ. Ngươi là người đường môn. Một gã đường chủ phong đường khác kinh ngạc hô. Ra tất gặp máu, quay đầu không lành, tốc độ cực nhanh, vua của ám khí. Khi khởi động, tổng cộng 37 ngân châm kịch độc đồng loạt bắt ra. Chính là ám khí truyền đời của đường môn Tứ Xuyên. Tây Lương Mạc cười lạnh một tiếng, giọng nói sắc nhọn, coi như đám đạo chích thiên lý giáo các ngươi có chút kiến thức, giám vọng tưởng thống nhất giang hồ. Hừ. Khi nói chuyện, thân hình nàng đã bật lên, nháy mắt đánh một chưởng đập vỡ cửa sổ nhỏ bay ra ngoài khoang thuyền. Mà lúc này cũng chính là lúc nàng không còn sức lực, bảo vũ lê hoa châm dùng xong cũng không thể thêm châm vào ngay được. Giáo chủ lập tức quát lạnh một tiếng, chính là lúc này, lập tức giết ả. Vì vậy đám thiên lý giáo nháy mắt phản ứng, mặc kệ đồng bọn trúng lê hoa châm đồng thời dùng hết các loại ấm khí đánh chết Tây Lương Mạc. Mắt thấy Tây Lương Mạc sắp bị ám khí phi tiêu xuyên thành tổ ong, nàng bỗng huyết một tiếng sáo sắc bén giữa không trung. Không biết một luồng bóng đen từ đâu bay đến trắng trước mặt nàng, thay nàng đỡ gần như toàn bộ ám khí. Người của thiên lý giáo kinh hải, cúi đầu nhìn thì ra là một lũ chim nhỏ như chim xanh, chim sẻ các loại. Mà trên bầu trời không biết từ đâu vang lên một tiếng kêu sắc bén như ưng mà không phải ưng bỗng nhiên vài bóng đen bắn qua cửa sổ mà Tây Lương Mạc vừa chạy thoát. Cạc cạc, két két. Sau đó không chút khách khí bắt đầu công kích giáo đồ thiên lý giáo, cái mỏ nhọn hoắt không ngừng mổ mắt cùng những phần lộ ra ngoài của giáo đồ thiên lý giáo. Là quả đen. a à, Mắt ta. Nhất thời, đám thiên lý giáo đều hét ầm lên. Đợi đến khi bọn chúng không còn hỗn loạn, bắt đầu đánh giết đám quả đen hung ác độc địa không ngừng bay vào, cũng cố gắng nhảy khỏi cửa sổ lùng bắt Tây Lương Mạc thì phát hiện Tây Lương Mạc đã sớm không thấy bóng dáng. Xoẹt! Một kiếm bay ngang chém vài con quả rơi xuống máu tươi đầy đất, giáo chủ thiên lý giáo mặc áo tròn màu trắng nhìn ngoài cửa sổ, lạnh lẽo rít qua kẻ răng, lục soát thuyền. Nữ nhân kia không thể nào biến mất khỏi nơi này trong thời gian ngắn như thế, nếu nàng có võ công như vậy đã không cần dùng thuật ngự cầm. Tây Lương Mạc quả thực không thể biến mất không thấy tâm hơi trong nháy mắt. Tuy nàng đã sớm sắp xếp xong lộ tuyến chạy trốn nhưng nàng không biết rằng Hương Vân Phường nhìn như có một nửa cố định trên bờ nhưng thực ra bản chất vẫn là một con thuyền kiên cố. Vì an toàn, Kim Ma Ma đã sai người nhổ neo thuyền khi thời gian mở tiệc sắp kết thúc, trong sông Lạc, trừ khi Tây Lương Mạc biến thành cá hoặc chim nếu không không có bản lĩnh bay qua mặt sông rộng lớn này. Mà khi nàng nhìn thấy phía dưới là nước sông cuồn cuộn cộng mảnh băng, đành sửa lại tuyến đường, định xông qua từ phòng khách ở lầu 2. Nhưng thân thể vừa rơi xuống phân nữa, một cửa sổ trên khoang tàu bỗng mở ra, một bàn tay vương ta cực kỳ chuẩn xác túng lấy cánh tay nàng, sau đó không chút khách khí kéo nàng vào phòng. Tây lương mặt hoảng hồn, người này võ công cao, nàng tuyệt đối không phải đối thủ, thế nhưng... Ti tàn nhẫn lóe lên trong mắt nàng, tay cầm bạo vũ lê hoa châm đã thêm châm hướng về phía đối phương nhưng người kia như biết từng động tác của nàng trực tiếp bóp cổ tay nàng khiến cổ tay nàng tê rần bạo vũ lê hoa châm liền rơi xuống đất sau đó cái cằm nhỏ của tay lương mạc bị một bàn tay chuẩn xác nắm lấy một tay đối phương đè lên gáy nàng rồi đôi môi thô bạo gặm cắn môi nàng tay lương mạc bị ép mở cái miệng nhỏ thoáng chốc tràn đầy hơi thở âm độc của người kia người kia như muốn ăn nàng liếm qua mỗi một tấc mềm mại trong miệng nàng cuối cùng còn cắn mạnh lên đầu lưỡi nàng. Đồng thời bàn tay cũng không chút kiên dè xốc quần áo nàng lên dò xét vào trong. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 107, tên sàm sở vô liêm sĩ. Tay lương mặt nổi giận, trong màn đêm đen, nàng nâng đầu gối huyết mạnh vào giữa hai chân đối phương. Lợi dụng dây lát đối phương né tránh, tay kia của nàng đánh một chưởng về phía đối phương, chiêu thức tàn nhẫn, quyết lấy mạng đối phương. Nhưng người này như có thêm vài con mắt, không chỉ hóa mở thế tiến công vào hạ bàn của Tây Lương Mạc, tay kia còn trực tiếp chống lại chưởng lực của Tây Lương Mạc, chấn động ở cự ly ngắn khiến Tây Lương Mạc cảm thấy một luồng khí lạnh như băng rót vào lòng bàn tay nàng trong một giây đối chưởng. Từ lòng bàn tay thoáng chốc xông lên kỳ kinh bát mạch của nàng. Tây Lương Mạc liền cứng người tại chỗ, bực mình tức ngực, không kịp né tránh, người kia túm búi tóc nàng kéo về phía sau cảm giác đau trên da đầu ép nàng không thể không ngẩng đầu bất lực như thiên nga bị giả thú bắt được dân cần cổ yếu ớt nhất tới hàm răng sắc nhọn như sói của đối phương ngay khi nàng cho rằng người kia sẽ cắn đứt cần cổ nàng thì người kia lại vương đầu lưỡi liếm da thịt nhẵn nhụi yếu ớt của nàng cúi đầu nói về phần thủ đoạn độc ác của ngươi bản tọa ngày càng hài lòng đáng tiếc bản tọa lại không thích ngươi tùy ý làm bậy tay lương mạc giật thót cúi đầu nghi hoặc hỏi sư phụ người trong bóng tôi như đang nếm mật trên cổ nàng, dùng răng nanh sắc nhọn gặm cắn trên cái cổ nhung bạc của nàng, cười như có như không nói, ngươi nói xem. Ai dám lại gần thứ nghiệp chướng cả người là độc như ngươi? Tây lương mặt thầm kêu một tiếng đáng chết, sao lại tới vào lúc này? Trong bóng tối, nàng chỉ nghe được tiếng hắn cười nhạt, cảm giác hơi thở lạnh giá của hắn phà lên cần cổ không ngừng nhói đau của mình. Nàng cố gắng thoát khỏi tình hình bất lợi này, giọng điệu nghe như rất vui mừng, sư phụ, sao ngươi lại ở đây? Xem ra chúng ta quả thật có thần giao cách cảm rồi. Người kia cười trầm thấp, ngẩng đầu khỏi cổ nàng, giọng nói nhẹ như bổng, à, nói vậy, trò cưng cũng rất nhớ vi sư phải không? Tây lương mặt cảm thấy ngón tay thon dài lạnh lẽo của đối phương đang lần mò trên cổ mình, loại xúc cảm kỳ lạ này khiến nàng gần như cho rằng hắn sẽ không chút do dự ngắt đứt cái cổ mảnh khảnh của nàng, Nàng gần như có thể nhìn thấy khóe môi tinh xảo kia cong lên một nụ cười trào phúng. Nhưng nàng mặc kệ đối phương có nhìn thấy biểu cảm của mình hay không, chỉ nở nụ cười nói, "Đương nhiên rồi." Bách Lý Thanh lại cười, có điều tiếng cười vừa lạnh giá vừa tăm tối, khiến nàng bất giác nghĩ tới yêu ma chuẩn bị ăn thịt người. Vi sư rất vui, thì ra trò cưng của vi sư chơi vi sư một vố đẹp thế xong còn nhớ vi sư đến vậy, vi sư cũng rất nhớ ngươi. Khi nói chuyện hắn bỗng không chút khách khí cắn rách đôi môi non mềm của nàng, nuốt sạch máu tươi cùng tiếng hô đau đớn của nàng vào bụng, tham lam như yêu ma khát máu. Nở nụ cười nhẹ tự hồ rất ấm áp, xem, máu của ngươi vẫn ngọt như ta nhớ, khiến người ta khó có thể bỏ được. Dứt lời, đầu lưỡi hắn lần nữa liếm lên môi tây lương mạc, liếm hết vết máu trên đó vào trong miệng. Đau nhức không nặng không nhẹ, tại lòng môi đặc biệt mẫn cảm khiến tây lương mạc không nhịn được nhíu mày, Khóe môi nàng giật giật nhưng không thử làm chuyện chống đối vô vị. Nàng trực tiếp thả lỏng thân thể dựa vào lòng hắn, than nhẹ, "Sư phụ, người quả nhiên vẫn khiến người ta buồn nôn như trước nay." Hoặc nên nói vẫn biến thái như từ trước tới giờ. Trong bóng tối, người kia như được khen tặng, vừa cắn môi nàng vừa cười nhẹ, "Đúng vậy, trò cưng, ngươi quả nhiên vẫn không nghe lời lại giảo hoặc khiến người ta chán ghét." Khi đang nói chuyện ngoài cửa truyền đến tiếng phá cửa ầm ĩ cùng tiếng cao giọng. Có khách giang hồ giận dữ nói, ông nội nhà ngươi, làm gì vậy? Tiếng thủ vệ thiên lý giáo lạnh lùng nghiêm nghị lại không chút khách khí nói, chủ nhân chúng ta có lệnh, vừa rồi có thích khách đạo chích lẻn vào. Để đảm bảo an toàn của mọi người, mời các vị khách đi ra tiếp nhận lục soát. Thích khách, thích khách từ đâu ra, lão tử cùng thực dược cô nương đang sướng, đám đáng giết nghìn đao các ngươi không muốn sống nữa phải không? Đúng vậy, đêm đông thế này thích khách từ đâu ra? Lão tử thấy đám rùa rụt đầu các ngươi mới là thích khách muốn chui vào váy cô nương. Ước chừng đang vui vẻ cùng các hoa nương thì bị quấy rầy, không ít khách giang hồ hùng hùng hổ hổ. Thế nhưng đám hoa nương trong phòng bọn họ lại đồng loạt tiến lên. Cười dài khuyên giải an ủi, kéo hết bọn họ ra để đám thủ vệ mặt lạnh vào trong lục soát. Đám khách giang hồ tuy có chút kiêu ngạo vô lễ, cảm thấy đám thủ vệ đeo đao đeo kiếm rất chướng mắt, nhưng bên cạnh có mỹ nhân nũng nịu, coi như có bậc thang xuống mới không cam lòng mở cửa. Đương nhiên cũng có kẻ thật sự sợ kẻ thù của mình lẻn vào, lập tức tránh đường. Vì vậy chỉ trong chốc lát, đám thủ vệ đã lục soát tới sương phòng Tây Lương Mạc cùng Bách Lý Thanh đang ẩn nấp. Bàn tay Bách Lý Thanh trực tiếp thò ra bắt Tây Lương Mạc vào lòng mình, thân thể xoay chuyển hướng về phía cửa sổ phía sau tủ đứng và giường tay ngưng khí bắn mở cửa sổ rồi lại bắn một lần nữa để hạ màn giường xuống gió sông lạnh buốt tức khắc xông vào phòng thổi bay tấm màn dài đỏ tươi gần như trong nháy mắt tây lương mạc cảm thấy sau lưng lạnh toát nhưng nàng cũng nhờ ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào mới nhìn rõ cái giường của thanh lâu này có lẽ muốn hướng tới hiệu quả kiều diễm nên trên giường treo không ít lộ mỏng màu đỏ gió thổi qua khiến lộ đỏ bay lượn khắp nơi vừa vặn hoàn toàn che giấu hành tung của bọn họ quả nhiên thị vệ mở cửa ra cảm giác đầu tiên là trong phòng không có ai thủ lĩnh thị vệ nói với thuộc hạ lục soát nhanh chóng lên nếu không có người thì lập tức tìm phòng tiếp theo ý của chủ công là muốn chúng ta lục soát một lượt tất cả phòng trên tàu trong thời gian ngắn nhất vâng đám thị vệ lập tức vào phòng lục soát xung quanh trong tủ đứng gỗ lê khắc chim khách đậu cành mai dưới bàn phấn bác bảo mạ vàng ngay cả dưới cái giường gỗ lê cũng có người dùng đao quét một lần không có không có đầu lĩnh thị vệ gật đầu giơ tay lên tiếp tục lục soát nói xong định dẫn người đi căn phòng tiếp theo nhưng lúc này một giọng nói thô lỗ lạnh lẽo vang lên chờ đã đầu lĩnh thị vệ quay đầu phát hiện là đường chủ điện đường gian ngủ hắn lập tức chắp tay cung kính nói gian đường chủ Giang Ngũ là một gã đàn ông cường tráng mặt dài, tuổi chừng 40, đôi mắt dài nhỏ thỉnh thoảng lại lóe sáng, trên mép để một chòm râu ngắn, y gật đầu, tiến tới cửa căn phòng. Ánh mắt nghiêm khắc quan sát trong phòng một lượt, phòng này đã lục soát cẩn thận chưa, có phát hiện dị thường nào không? Vâng, thuộc hạ đã sai người lục soát tất cả những nơi có thể ẩn nấp, không phát hiện bất cứ điều gì dị thường. Giang Ngũ nheo mắt lại tỉ mỉ quan sát bốn phía, hạ lệnh, châm nến, cẩn thận lục soát lần nữa. Đầu lĩnh thị vệ thuộc quyền quản lý của Lôi Đường, lúc này hắn có chút không hài lòng về chuyện Giang Ngũ hạ lệnh không khách khí, hơn nữa vẫn còn nhiều phòng chưa lục soát. Nhưng ngoài mặt vẫn cung kính nói, "Giang đường chủ, thuộc hạ xác định nơi này không có ai, hiện nay chủ công đang vội vã muốn tra xét thuyền một lượt, nếu trì hoãn chính sự, thuộc hạ thừa nhận không nổi." Tính tình Giang Ngũ cũng không tốt, y cười lạnh đang định nói gì thì nghe thấy một giọng nói khàn khàn không ra nam không ra nữ vang lên phía sau, dựa theo ý gian đường chủ mà làm đi. Người của thiên lý giáo sửng sốt, nhìn về phía người đến rồi đồng loạt kính cẩn không người chấp tay hành lễ, giáo chủ. Ừ, người vừa đến mặt trường báo trắng che kính thân mình, chỉ lộ ra hai con mắt có phần lạnh giá, hắn khoát tay ý bảo mọi người miễn lễ, sau đó nhìn về phía gian ngủ, không biết gian đường chủ phát hiện có gì không thích hợp. Giang ngủ thấy giáo chủ tin tưởng y lập tức châm mấy ngọn nến ở giá cắm gần cửa phòng. Ngay sau đó trong phòng tỏa ra ánh nến ấm áp, những thứ trong phòng chiếu hết vào mắt mọi người. Y thì dẫn giáo chủ thiên lý giáo tới trước bàn, tay đặt trên mặt bàn gỗ liêm khảm vỏ sò, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi, mặt bàn hơi ẩm. Chứng tỏ có người từng ngồi ở đây, đồng thời chống tay lên bàn một thời gian. Tiếp theo y lại ngồi xổm xuống, tay sờ mép bàn rồi nghiêm mặt nói, giáo chủ, ngài nhìn xem nơi này có vết ghế ma sát đồng thời vết ma sát còn rất mới tương đối sâu kèm theo hơi nước có thể thấy từng có người giao thủ ở đây nhưng thời gian rất ngắn cuối cùng ánh mắt giang ngủ rơi vào cạnh cửa sổ y đi, đi qua tỉ mỉ sờ sông cửa ánh mắt ngừng trên cửa sổ chốc lát sau đó quay đầu nói với giáo chủ thiên lý giáo ngài xem cửa sổ này song cửa sổ bị hủy hoại rất nhỏ giấy dán cửa lại bị rách rõ ràng chứng tỏ có người bị một trưởng đánh tới ở đây, nói không chừng đã bị thương. Ừ. Giáo chủ thiên lý giáo cũng đi tới, nhìn những chỗ hắn vạch ra rồi gật đầu, giang đường chủ, ngươi thấy thế nào? Điện đường là bộ môn chuyên chịu trách nhiệm tình báo truy tìm tung tích của thiên lý giáo, giang ngũ quả thật là nhân tài hiếm có. Ánh mắt giang ngũ thâm trầm nhìn xung quanh một vòng, sau đó trầm ngâm chắp tay nói, bẩm báo giáo chủ, thuộc hạ cho rằng việc này chắc chắn có kỳ quặc. Sau đó y chi tiết trình bày suy nghĩ của y với giáo chủ thiên lý giáo, vừa rồi y đặc biệt lưu ý căn phòng này vì khi y nhìn xuống từ khoang thuyền tầng 3, phát hiện kẻ được cho là thám tử của đường môn không thể nào ngang nhiên đi qua trước mắt bao người ở khoang thuyền lầu 1, khiến tiệc nơi đó tuy đã gần kết thúc nhưng vẫn còn không ít khách khứa. Mà ả à lại càng không muốn chết mà nhảy vào nước, như vậy khả năng cuối cùng chính là căn phòng này ở tầng 2. Ừ. Giáo chủ thiên lý giáo gật đầu lần nữa, chấp nhận cách nghĩ của y. Đám thị vệ thuộc lôi đường không thể không bội phục Giang ngủ, không hổ là người đứng đầu điện đường chuyên phụ trách tình báo. Giang ngủ lạnh lùng nghiêm nghị nhìn cửa sổ, trầm giọng nói, chân tướng chỉ có một. Tay lương mặt trốn trong bóng tối chỉ cách y khoảng một thước, nháy mắt cảm thấy hơi thở cứng lại, người này quả là cực kỳ thận trọng, trong lòng nàng thầm mắng. Lẽ nào gã này là thần thám địch nhân kiệt đời đường và thần thám con nang của đảo quốc Nhật Bản kiếp trước chuyển thế? Nếu bị phát hiện thì làm sao bây giờ? Mở đường máu à! Thế nhưng người trước mặt nàng dường như hoàn toàn không nóng ruột chút nào, yên lặng như bóng đêm, hư vô như bụi bặm, ngay cả hô hấp cũng không cảm nhận được. Nếu nàng không cảm nhận được cánh tay hắn khóa mình như vòng sắt thì nàng cũng cho rằng hắn hoàn toàn không tồn tại. Hắn đã luyện thành phương pháp quy tức, đương nhiên có thể khiến cao thủ đứng đầu không nghe được tiếng nhịp mạch đập mà nàng thì không phải một số cao thủ nội lực có thể nghe được tiếng mạch đập nhở ra tiết lộ hành tung của nhau thì khi tây lương mạc đang tìm đối sách thì giang ngũ đã nói chân tướng chính là bọn chúng nhất định là kẻ thù rất có khả năng người kia đã dự đoán nữ thám tử kia sẽ nhảy xuống đây sau đó ra tay đánh chết vừa rồi khi chúng ta bước vào cửa sổ mở rộng nếu không phải nữ thích khách bị người kia đánh rơi xuống nước thì hai bọn chúng nhất định đã tới nơi khác chém giết lẫn nhau lúc này tây lương mạc mới thầm thở vào một hơi trong lòng thì cười trào phúng thì ra thế gian không phải đầy rẫy thần thám nàng suy nghĩ quá nhiều thôi có điều gian ngủ này vẫn có vài phần bản lĩnh tuy không đoán chúng nhưng cũng không kém sự thật là bao kết luận này khiến người của thiên lý giáo nhất thời có chút mơ hồ nhìn về phía giáo chủ Giáo chủ Thiên Lý giáo chỉ im lặng chốc lát rồi lớn tiếng hạ lệnh, mọi người lập tức tăng mạnh phòng bị, đặc biệt chú ý những người có thương tích. "Vâng." Người của Thiên Lý giáo đồng loạt chấp tay tuân mệnh. Ngay khi tay lương mạc tưởng bọn chúng sắp rời khỏi thì giáo chủ Thiên Lý giáo lại bỗng dừng chân. Nói với thị vệ, "Các ngươi đi trước đi, bản giáo chủ có việc muốn thương lượng với gian Đường chủ." Vì thế một đám thị vệ kính cẩn lui ra, tiếp tục lục soát gian đường chủ thì đóng chặt cửa lại, sau đó định xoay người đi đóng cửa sổ. Thế nhưng lại bị giáo chủ thiên lý giáo ngăn cản, hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh bàn nói, không cần, thưởng thức bóng đêm cũng là một chuyện hứng thú, hơn nữa hứng gió lạnh cũng giúp chúng ta tỉnh táo lại, không bị hành động thuận lợi làm mê muội đầu óc. Hôm nay thám tử có thể lẻn qua bảo vệ sâm nghiêm nghe trộn chúng ta gần trong gan tất chính là một bài học đắt giá. Giang ngủ cũng ngồi xuống, mắt bổng lộ hung quan thấp giọng nói, giáo chủ, nếu chúng ta đã biết thám tử kia là người đường môn, vì sao không làm đến nơi đến chốn, trực tiếp ra tay với người đường môn cho xong. Từ, tay lương mặt bị gió thổi nổi da gà, tức giận oán thầm, gã này đầu có vấn đề à, hứng gió lạnh bàn chuyện, không sợ tai vách mạch trừng hay sao. Nhưng vì sao nàng lại thấy lạnh thế nhỉ? Tây Lương mặt rõ ràng nhớ quần áo trên người mình tuy không nhiều lắm nhưng mình đã được đã thông hai mạch nhâm đốc. Đang điền có nội lực đủ để chống lạnh. Sau trận gió thứ hai thổi qua, nàng lập tức phát hiện nguyên do vì sao mình lại lạnh như vậy. Nàng bị Bách Lý Thanh ép đối diện với lồng ngực trọng lớn của hắn, cánh tay sát tường, hưng hướng về phía cửa sổ mở, chuyện này vốn cũng không có gì, vấn đề là trên lưng nàng. Trần trụi vừa rồi khi động thủ với Bách Lý Thanh, tên khốn kiếp kia không biết thô bạo xé áo sau lưng nàng thành hai mảnh từ lúc nào, lộ ra một vết rách lớn. Trần trụi một mảng lưng lớn bị gió tuyết thổi. Không lạnh mới là lạ. Tay lương mặt tức giận đến giơ chân hung hăng dẫm lên chân Bách Lý Thanh. Nhưng đối phương giống như hoàn toàn không cảm thấy, thân thể không nhúc nhích lấy một chút, tay hắn thì động, chậm rì rì trượt lên sống lưng trơn bóng dính tuyết của nàng, viết chữ trên lưng nàng thế nào, người rất lạnh à. Tây lương mặt giận đến nở nụ cười, nàng không nói gì mà trực tiếp nhấc chân đá mạnh lên xương bánh chè của đối phương trong cự ly ngắn, biểu thị, con mẹ nó, ta đương nhiên rất lạnh. Sau đó tây lương mặt liền thấy bách lý thanh biến mất trong ánh sáng phản xạ trắng trắng của tuyết. Chỉ lộ ra nửa gương mặt tinh xảo với nụ cười nhếch mép xinh đẹp lạ kỳ kia. Cái chuông cảnh báo trong đầu nàng reo vang, tay muốn thừa cơ điểm lên đại huyệt trên lưng hắn, cố gắng cố định hắn. Nhưng, Bách Lý Thanh đã có đề phòng, hắn ra tay trước nàng một giây, dùng một loại tư thế tài tình kẹp hai tay nàng, hai tay như vòng thép kẹp chặt đến mức tay lương mạc không thể động đậy. Sau đó, hắn lại chậm rãi xoa nắng cái lưng tuyết trắng của nàng, khiến tay lương mạc nổi da gà toàn thân, nàng bắn một ánh mắt cảnh cáo về phía tên yêu nghiệp ở trong bóng tối, ngươi muốn làm gì? Nàng nào biết, loại động vật mang tên đàn ông này, đôi khi ngươi càng không để hắn làm hắn càng nhất định phải làm huống hồ bách lý thanh vốn chờ trừng trị nàng còn chờ tới ngứa tay bách lý thanh rút tay ra khỏi quần áo nàng cúi đầu nhìn tiểu hồ ly xù lông trong lòng nở một nụ cười tà tứ chỉ chỉ lên môi mình rồi không biết xấu hổ chọc chọc về phía hai cái bánh bao đẩy đà của nàng tay lương mặt thoáng chốc đỏ mặt cắn răng một lát rồi vẫn ngẩng đầu từ từ nhắm hai mắt chủ động dùng đôi môi mềm của mình đụng lên môi bách lý thanh Bách Lý Thanh hé mở môi, tay lương mạc không cảm giác được, nhưng một giây sau, đai lưng của nàng buông lỏng, quần thoáng chốc tụt xuống phân nửa, tay lương mạc sợ toát mồ hôi lạnh, đỏ mặt tía tai trừng mắt với Bách Lý Thanh, người có thể vô sĩ nhưng không thể vô sĩ đến vậy. Bách Lý Thanh cười khẽ, dùng ngón tay viết trên cái lưng trơn bóng của nàng, Ngươi có tin vi sư sẽ lột sạch tiểu hồ ly không nghe lời là ngươi ở ngay đây không? Sau đó Tây Lương Mạc lại cảm thấy chân hắn dám dẫm lên quần mình, Tây Lương Mạc khóc không ra nước mắt. Vội vàng gật đầu, tin, rất tin, lão yêu nghìn năm vô sĩ nhà ngươi còn cái gì không làm được. Nàng quả thật tin, nếu Bách Lý Thanh dám nói thì nhất định dám làm. Bách Lý Thanh nhướng mày, tiếp tục viết chữ trên tấm lưng trần của nàng như đùa dai, ngươi đoán xem, nếu giáo chủ thiên lý giáo thấy cảnh xuân thế này sẽ thế nào. Tây Lương Mạc là người thức thời đến mức nào, nàng lập tức biến sắc, lộ ra nụ cười uyển chuyển quyến rũ, lần thứ hai hôn lên khóe môi tinh xảo của Bách Lý Thanh, ngoan ngoãn duỗi đầu lưỡi non mịn vào trong miệng hắn. Dâng lên nụ hôn sâu chủ động nhiệt tình đầu tiên trong kiếp này của nàng. Lòng thì tàn bạo mắng thầm, con mẹ nhà ngươi, thái giám chết dẫm, cô nương ta coi như đang hôn một con cốc thối. Một ngày nào đó sẽ dẫm bẹp ngươi. Đợi khi nàng bị kiềm chế đến hai tay mềm nhũng, đang định rời khỏi thì một giây sau, Bách Lý Thanh lại giữ cái gáy nàng, Lần thứ hai hôn lên môi nàng vừa thô bạo vừa dịu dàng, ngón tay cũng tiện thể viết trên lưng nàng, nha đầu ngốc, để vi sư dạy ngươi thế nào gọi là hôn. Phía trước là biển lửa đại yêu nghiệt nghìn năm châm ngòi, phía sau là gió băng lạnh giá, hôm nay nàng đã tự mình trải nghiệm cái gì gọi là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cố tình đại tai họa nghìn năm kia còn không chịu tha cho nàng. Càng ngày càng quá đáng. Chương 108 môn nhân đường môn giỏi về thiết kế phát minh và sử dụng các loại ám khí cũng tinh thông độc thuật hành động quỷ bí động tác mơ hồ nửa chính nửa tà thứ gọi là võ lâm chính đạo dân tộc đại nghĩa đối với người đường môn đều không có nghĩa lý gì bọn họ không muốn kết giao với danh môn chính phái cũng không thèm làm bạn với tà ma ngoại đạo vì vậy chúng ta rất khó khẳng định bọn họ thuộc hắc đạo hay bạch đạo nếu nữ thám tử kia thật sự là người Đường Môn sợ rằng sẽ rất phiền phức. Giáo chủ Thiên Lý giáo trầm ngâm nói. Giang Ngũ thấp giọng hỏi, vậy ý của giáo chủ là? Nơi ánh nến rực rỡ, tiếng Cường Địch nghiêm túc nói nhỏ không ngừng truyền đến, mà nơi bóng tối ánh sáng không chiếu tới được, lại có bông hoa dục vọng diễm lệ nở rộ. Ưm, ừ, tay lương mạc thừa nhận nụ hôn tràn ngập khiêu khích và xâm lược của hắn. Trước cuộc nàng vẫn là chim non. Sao có thể chống lại sự trêu ghẹo của tên lão làng Phong Nguyệt như Bách Lý Thanh? Dường như hắn biết từng nơi yếu điểm của nàng, liên tiếp xâm chiếm, ép nàng hô hấp hỗn loạn, liên tục bại lui. Trong lúc này nàng vẫn cố gắng duy trì đầu óc tỉnh táo, ép mình đừng phát ra âm thanh, cánh tay mảnh khảnh mạnh mẽ của Bách Lý Thanh giữ chặt vòng eo thon của Tây Lương Mạc, thân thể nàng dính sát vào thân thể cao gầy của hắn, không để lại một khe hở. Đủ rồi, sẽ bị người bên ngoài phát hiện. Môi tây lương mặt bị chặn, nàng đành cầm lấy vai đối phương, im lặng cầu xin. Phát hiện thì sao? Dứt sạch bọn chúng là xong, nha đầu ngoan, mở cái miệng nhỏ nhắn ra một chút. Bách Lý Thanh không hề có ý định thu tay, ngữ khí như nhẹ nhàng dụ dỗ, động tác lại hoàn toàn không có một chút nhẫn nại, trực tiếp nắm hai bên má nàng dùng răng nhọn khẽ cắn lên lưỡi nàng, ngón tay dài mờ ám chậm rãi viết chữ trên tấm lưng trần của nàng. Hắn luôn tàn nhẫn ngạo mạn như thế chỉ lo đùa dẫn đến mùi con mồi ngọt ngào mình bắt được tự như tuyệt đối không cho rằng những người ở ngoài là uy hiếp lớn nhất lúc này trước cứ im lặng quan sát đã người đường môn dù thần bí khó lường thì vẫn là người còn là nam nhân mà hương vân phường của chúng ta thì có rất nhiều vũ khí để đối phó nam nhân giáo chủ thiên lý giáo chậm rãi nở nụ cười ánh mắt lạnh lẽo tự tin Giang ngủ cũng hơi gật đầu cười mà không nói gì vẻ mặt lại tràn đầy ngạo nghễ hương vân phường là vũ khí bí mật do thuộc hạ điện đường của hắn kinh doanh vài chục năm bao nhiêu quan viên triều đình hào kiệt giang hồ đều sống mơ mơ màng màng ở đây trong lúc mỹ nhân xuân sắc sưởi ấm lộ ra đủ loại cơ mật không ít kẻ thậm chí còn chết trên gối đầu của mỹ nhân nhưng cô gái này chính là vũ khí tinh nhuệ nhất của điện đường hắn từng thì ra Hương Vân Phường này ngay từ đầu đã tồn tại vì thu thập tình báo cùng ám sát. Nói vậy Thiên Lý Giáo đã thành lập rất nhiều năm, mục đích của bọn chúng tuyệt đối không thuần khiết, không giống một tà giáo, càng không chỉ vì chiếm một vị trí trong giang hồ và dân gian. Trên trán tay lương mặt thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, trong đôi mắt đẹp mờ mờ một màn sương mông lung mỹ lệ, nàng cố gắng dãy khỏi ma chướng mà Bách Lý Thanh dựng lên, quay mặt đi nỗ lực chống cự xâm phạm ngày càng quá đáng của đối phương, vẻ mặt mơ màng vĩnh tai nghe cuộc trò chuyện bí mật của giáo chủ thiên lý giáo và đường chủ điện đường. Thế nhưng yêu nghiệt phía trước hoàn toàn không để ý đến những thứ ngay cả tư lễ giám mất rất nhiều năm và tâm sức cũng không thám thính được, chỉ biết cọ sát nàng không chút thương tiếc. Hức! Đừng như vậy! Tây lương mặt đột nhiên cảm giác nửa người trên mắt lạnh, xúc cảm không hề thuộc về mình đặt lên ngực nàng, nàng đột nhiên ngẩng đầu lên, tay vương ra giật mạnh mớ tóc đen buộc sau người của Bách Lý Thanh, trong mắt nàng là kinh ngạc, xấu hổ, buồn bực hỗn loạn, ngươi đã nói không làm gì ta ở đây. Bách Lý Thanh bị nàng giật ngẩng đầu lên, thản nhiên như yêu thú mạnh mẽ bị giật lông đau nhìn về phía con thú nhỏ đang xuề móng sắc với mình, hắn vừa thuận lợi viết chữ trên lưng trần của nàng vừa cười cười không để tâm à. Vậy sao, ai hứa với ngươi? Tay lương mạc cứng đờ, đúng thế, không ai hứa với nàng hết. Chỉ có đồ ngốc mới tin cái lão yêu nghìn năm hoàn toàn vô đạo đức, vô điểm dừng này. Tây lương mặt nheo mắt, chân lại lần thứ hai không chút do dự, dùng hết sức bú sữa đá về phía xương đùi của Bách Lý Thanh. Nhưng Bách Lý Thanh dường như đã dự đoán được phản ứng sau khi bị chọc tức của nàng, cổ tay khẽ lật đã điểm về phía huyệt tê trên đùi nàng nhanh như chớp. Tây lương mặt chỉ cảm thấy đùi tê rần, ngay cả đứng cũng không vững toàn thân mềm nhũng, không còn khép cửa khép nẻo gì nữa, hoàn toàn ngã vào lòng Bách Lý Thanh. Nàng nheo mắt há miệng cắn vào động mạch trên cổ Bách Lý Thanh, Bách Lý Thanh tinh mắt nhanh nhẹn nghiêng đầu né, nàng cắn trúng bả vai dày rộng rắn chắc của hắn. Hơi thở trên người Bách Lý Thanh đột nhiên lạnh xuống, hắn trực tiếp nhấc tay, ba ngón tay phải nhấc gân mềm sau gáy tay lương mạc, cứng nhắc kéo nàng ra, cúi đầu liếc nhìn đôi mắt lạnh lùng cuột cường của tay lương mạc, âm trầm nhìn nàng chầm chầm, quả là cắn người thành nghiện rồi. Hử! Tây lương mạch im lặng đỏ mắt với hắn. Người còn không dừng tay, sớm muộn gì cũng có một ngày ta cắn chết ngươi. Nàng kiềm chế, nhẫn nại, không để kẻ địch bên ngoài phát hiện hắn và nàng, nhưng không phải vì thỏa mãn ham muốn đùa dẫn người khác biến thái của hắn. Một lát sau, khóe môi tinh xảo của Bách Lý Thanh công lên một nụ cười nhạt khiến người ta kinh hãi động tác hắn không còn thương tiếc, thẳng thừng điểm hết á huyệt của Tây Lương Mạc, thô bạo đẩy nàng lên vách tường, bừa bãi tận hưởng. Hắn cố tình không vừa mắc nụ cười dối trá của nàng xuất hiện trước mặt mình. Điều đó khiến hắn cảm thấy mình giống những kẻ khác, cũng chỉ có giá trị lợi dụng trong mắt tiểu hồ ly mà thôi. Điều đó khiến hắn vô cùng, vô cùng khó chịu đấy, rõ ràng nàng đã là vật tư nhân của hắn. Cửu thiên tuế hắn khó chịu, đương nhiên muốn khiến đầu sỏ gây nên này khó chịu theo hắn cứ thích nhìn nàng cùng đường nhìn nàng xấu hổ bất an nhìn nàng hoàn toàn đánh mất điềm tĩnh lột bộ áo giáp dối trá lạnh lùng trước mặt người khác thì mềm mại thực ra cứng rắn không gì phá nổi của nàng nhìn nàng rơi lệ than thở trên tay hắn lộ ra dáng vẻ ngọc nhất đáng thương đáng yêu nhất thẹn thùng nhất giống như nằm ngang trên đầu gối mặt người yêu thương hắn muốn nàng khuất phục không có trái tim thì cơ thể cũng không tệ, đúng không? Hắn có đủ thủ đoạn và phương pháp khiến nàng thuần phục, rơi lệ. Một mảnh vải rách yên lặng rơi xuống trong góc tối nhất, hương thơm tươi đẹp ngày một nồng, thỉnh thoảng có bàn tay trắng như tuyết bám chặt vào tường như muốn dãy dụa thoát khỏi bóng tối đặt đến tan không ra này. Lại bị một đôi tay yêu ma tái nhật lạnh giá mọc ra từ trong bóng đêm cuốn lấy, từng phân kéo về bóng tối càng sâu giống như đóa hoa sinh trưởng tại nơi địa ngục ma giới tâm tối nhất, cũng giống như con mồi bị nhền nhện bao chặt, cắm nanh độc vào trong thân thể đối phương, gặm hút chất ngọt của con mồi, ngay cả hô hấp cũng cắn nuốt gần như không còn. Có vài giọt chất lỏng trong suốt như sương nhỏ xuống đất. Theo đó là tiếng trên thúc thiếp khe khẽ phiêu bạc trong gió. Ai? Không khí rung động khác thường khiến giáo chủ thiên lý giáo lập tức cảnh giác. Nhìn về phía cửa sổ lẽ nào lại có người nghe trộm giang ngũ bật dậy phóng về phía cửa sổ phát hiện bên ngoài hoàn toàn vắng vẻ chỉ có nước sông cùng băng trôi đang vỗ vào thân tàu giang ngũ quan sát tỉ mỉ xác nhận xung quanh đều có thủ vệ không có ai ngoài cửa sổ mới bẩm báo giáo chủ không có ai giáo chủ thiên lý giáo nghe vậy hơi nhăn mày lẽ nào hắn nghe nhầm trong giây lát vừa rồi trực giác nói với hắn gần đó có người hắn tự mình đứng dậy đến trước cửa sổ kiểm tra đi qua tấm màn bị gió thổi bay lượn khắp nơi hắn đứng trước cửa sổ hồi lâu quan sát chung quanh một phen mà vẫn không có kết quả gì hắn nheo mắt bực bội sau đó do dự nói có lẽ là bản tôn nghe nhầm giang ngũ cười cười nịnh nọt nói giáo chủ trước nay cảnh giác nên nhiều năm qua mới tránh né được thám tử tư lễ dám truy ra giáo chủ thiên lý giáo hơi gật đầu từ chúng ta đi thôi Đại hội đoạt khôi Trâm Hoa ngày mai còn nhiều việc chưa chuẩn bị xong. Giang Ngũ cung kính ông quyền nói, "Vâng." Sau đó, bọn họ một trước một sau rời khỏi phòng. Trước khi đóng cửa lại, ánh mắt giáo chủ Thiên Lý giáo vẫn chần chừ trong phòng, hắn luôn cảm thấy hình như hắn quên thứ gì đó. Tâm tư hắn bỗng bất giác trở lại trên người nữ thám tử hôm nay, luôn cảm thấy thân hình nàng có điểm quen mắt, rốt cuộc đã gặp ở đâu? Giáo chủ Giang Ngũ Nghi hoặc nhìn giáo chủ thiên lý giáo. Giáo chủ thiên lý giáo hơi ngừng rồi thản nhiên nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Cửa gỗ khắc hoa kẹt một tiếng đóng lại. Trong phòng hoàn toàn tối om, không có bất cứ tiếng động gì. Nhưng mùi thơm vừa như lan vừa như xạ hương lại ngày một nồng, có tiếng thở dốc cùng tiếng than rất nhẹ tựa một đóa hoa đẹp để sinh sôi trong bóng tối, rất lâu sau mới có thứ gì đó giật giật trong màn đêm đen này một cái bóng chậm rì rì bay ra từ bên cửa sổ trong tay hắn còn ôm một cái bóng mảnh mai khác bách lý thanh mượn ánh trăng bên ngoài cúi đầu nhìn cô nàng sắc mặt tái nhợt tóc tai tán loạn bị hắn làm cho hôn mê trong lòng khóe mắt nàng còn vương nước mắt môi sưng đỏ trên người bọc áo choàng của hắn hoàn toàn không còn một mảnh vải nào thuộc về nàng ngay cả đôi chân nhỏ trắng như tuyết cũng lộ ra ngoài bách lý thanh rất hài lòng với kiệt tác của mình Đặt tay lương mạc lên giường lớn, dùng chăn gấm quấn chặt cho nàng, tiện thể lật cổ tay đặt lên sau lưng nàng, chuyển nội lực mình vào kinh mạch của nàng để xua đi toàn bộ khí lạnh vừa xâm nhập từ trên thuyền. Hắn giày vào nàng nhưng không có ý định khiến nàng bị bệnh. Tay lương mạc vô thức phát ra một tiếng than nhẹ, cũng vô thức dựa vào nơi phát ra hơi ấm. Một lát sau, xác định cơ bản đã không còn khí lạnh, lại để nội lực chạy trong cơ thể nàng 36 tuần bởi nội lực của Tây Lương Mạc cùng một mạch với nội lực của hắn, Bách Lý Thanh rất thông thuận dẫn nội lực nàng khôi phục thêm một ít. Tuy hắn tuyệt đối không cảm thấy ấy nấy vì Tây Lương Mạc dùng gần như toàn bộ nội lực vào trong cơ thể để giải độc cho hắn, bởi nội lực này vốn do hắn cho nàng. Nhưng những ngày tiếp theo, nàng sẽ phải đối mặt không ít nguy hiểm, hắn không muốn tiểu hồ ly này không còn mạng sống chơi trò nhân sinh với hắn. Đương nhiên phải giúp nàng sớm ngày khôi phục công lực. Xong việc, Bách Lý Thanh thấy sắc mặt nàng đã hồng hào liền tiện tay cởi đai lưng, nằm vào ổ chăm, ôm tây lương mặt vào trong lòng, nhìn cổ cùng da thịt nàng ngoài chăn đầy vết đỏ loang lỗ, thậm chí kéo dài tới tận thân thể trong chăn, hắn hơi nheo mắt lại, che đi sương mù âm u yêu dị lần thứ hai lan tràn trong đáy mắt, lười biến gác đầu lên đỉnh đầu nàng nhắm mắt lại. Khi tỉnh lại, tay lương mặt bị hơi thở lạnh giá và và mặt như lông chim treo chọc khiến ngủ không nổi nàng mơ màng nâng tầm mắt, ánh vào mắt là một gương mặt tinh xảo vô cùng đang phóng đại. Hắn nhắm hai mắt, một lọn tóc đen thoáng qua gương mặt tuyết trắng rủ xuống vai, nhìn bản mặt không rõ sống mái, mỹ lệ đến khác người này quá gần khiến Tây Lương Mạch nhìn quen nhan sắc khuynh thành của hắn cũng không khỏi ngẩn người. Nhưng sau đó nàng khẽ động cơ thể, đau đớn trên người lập tức nhắc nhở chủ nhân gương mặt kia rốt cuộc đã làm chuyện vô sĩ gì với nàng loại chuyện đùa bẩn nhục nhã suýt chút nữa bị người khác nhìn thấy khiến đáy mắt Tây Lương Mạc thoáng qua một tia xấu hổ. Phẫn hận và hung ác, nếu có thể nàng thật sự muốn dùng một kiếm giết hắn. Rất muốn giết ta à. Người kia nhắm hai mắt mà lại như nhìn thấu mọi chuyện trên thế gian. Tây Lương Mạc hạ tầm mắt, lạnh nhạt nói, sư phụ nói quá lời, đồ nhi không dám. Bách Lý Thanh chậm rãi nói, không dám hay không muốn. Có gì khác nhau à? Tây Lương mạc châm chọc nhếch môi, nàng hận nhất bị người ta nhục nhã như đồ vật, hận nhất người ta ép nàng làm chuyện nàng không muốn. Cố Tình mỗi khi nàng hơi buông lỏng đề phòng hắn lại làm hết những chuyện nàng hận nhất. Ừ. Đối với Vi sư thì cũng không khác mấy. Bách Lý Thanh chậm rãi mở đôi mắt, đồng tử màu đen thuần khiết, không một tia sáng, nhìn lâu giống như ngay cả hồn phách cũng bị hút vào địa ngục, trọn đời không được siêu sinh ngón tay đeo cái nhẫn hoa lệ của hắn nâng cầm nàng cười như có như không than nhẹ ngươi biết rõ sẽ chọc giận vi sư vì sao không thể ngoan một chút có lẽ ngươi ngoan một chút vi sư sẽ nhanh chóng hết hứng thú với ngươi nói không chừng sẽ thả ngươi đi tay lương mạc bỗng ngẩng đầu lên lẳng lặng nhìn hắn nếu nói ta cố ý muốn sư phụ chú ý lạc mềm buộc chặt thật ra không khác gì những kẻ nịnh hóc muốn từ trong tay sư phụ đạt được quyền thế địa vị tài phú sư phụ sẽ mất hứng thú với ta chứ nghe vậy bách lý thanh chậm rãi dùng đầu ngón tay lướt qua mái tóc đen buông rơi xuống cánh tay mình của tây lương mạc vậy vi sư không thể không nói trò cưng ngươi tương đối thành công thành công đến mức dù vi sư đã biết mục đích của ngươi cũng không cách nào không hứng thú về ngươi tây lương mạc nở nụ cười tự dẻo từ vì vậy đồ nhi cũng không có gì phải oán giận Đồ Nhi chỉ thỉnh thoảng sẽ quên thân phận đồ chơi, chẳng khác gì những phu nhân, công tử ở hậu viện của ngài. Sư phụ cứ coi như đây là thủ đoạn cố ý khiến ngài hứng thú là được. Nàng chưa bao giờ là người già mồm cãi láo, tỉnh táo ngẫm lại mới thấy nàng quả thật không có gì phải oán giận. Nàng vốn dùng bản thân để đổi lấy Bách Lý Thanh trợ giúp về quyền thế, không khác gì những giao dịch quyền sắc, thân phận nàng cũng chẳng tốt hơn công tử, phu nhân ở hậu viện hắn là bao chỉ là thủ đoạn hơn chút mà thôi. Huống hồ, Bách Lý Thanh ngoại trừ thích dày vào nàng ở chuyện đối thực, những phương diện khác xem như kim chủ hào phóng, không có lỗi gì với nàng. Tại chính nàng nóng ruột, vọng tưởng không bị người kiềm chế. Đây hẳn do thứ gọi là lòng tự trọng quấy phá. Tây lương mạc hờ hững tự dẻo. Bách Lý Thanh liếc nhìn Tây lương mạc, gương mặt nàng tuy mềm mại ngoan ngoãn nhưng đáy mắt lại nặng nề, hoàn toàn lạnh nhạt, hắn không không khỏi có chút than thở bất đắc dĩ, nâng cầm nàng tỉ mỉ nhìn gương mặt nàng. Thấm thí nói, nhìn xem, nhìn xem, chính là dáng vẻ này, ngươi cho là mình nhìn có vẻ ngoan ngoãn nghe lời, cố tình đáy mắt lại đầy kiêu ngạo bất tuân, tưởng không ai nhận ra à. Ngươi không biết bộ dạng này càng kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân sao? Đúng là nha đầu không hiểu chuyện. Nỗi lòng vốn bị làm lạnh xuống thoáng chốc lại châm lửa, nhìn vẻ trêu tức trong mắt bách lý thanh tây lương mạc hừ khẽ một tiếng hất tay hắn đồ nhi thấy là sư phụ ngài chịu một chút bất kính chậm trễ với ngài cũng không chịu được muốn hoàn toàn làm nhục mới đúng nếu không sao ngươi không dùng phương pháp này chinh phục tư lưu phong hắn hận ngươi tận xương không chừng các ngươi sẽ thành một giai thoại thiên cổ vì yêu nhau mà giết nhau cũng nên cút mẹ ngươi đi sao ngươi không dùng chiêu này chinh phục văn võ toàn triều đi Vừa dứt lời, Tây Lương Mạc bỗng cảm thấy thân thể dựa sát mình cứng đờ, sau đó ánh mắt hắn nhìn nàng đầy tử khí âm trầm, loại hàng ý máu tanh khủng khiếp này như làm không khí cũng phải ngưng động, khiến người ta không rét mà run. Tây Lương Mạc cảm thấy da thịt mình đau nhói bởi khí lạnh, nàng cứng đờ, sau đó không nhịn được trùng mình một cái, sắc mặt hơi xanh. Không biết có phải động tác trùng mình của nàng lay động bách Lý Thanh hay không, hắn buông tầm mắt, một lát sau hàng ý tiêu tán đi nhiều, hắn mới một tay chống má, một tay chậm rãi vuốt mái tóc đen của nàng, thản nhiên nói, sau này đừng nói thế nữa. Một câu thản nhiên như không của hắn lại khiến Tây Lương Mạc bất giác lạnh toát sống lưng, nàng vô thức gật đầu. Trong lòng nàng có chút nghi hoặc. Dường như hắn vô cùng kiên kỵ loại chuyện đồng tính luyến ái này, nhưng chính hắn cũng nuôi không ít công tử luyến đồng đấy thôi. Tây Lương Mạc vẫn thông minh không tiếp tục chủ đề này nữa nàng không tìm kiếm bí mật không liên quan tới mình. Có điều bầu không khí không tính nhẹ nhàng cũng theo đó mà lạnh xuống. Cho đến khi một tiếng nổ vang lên bên ngoài thuyền khiến Tây Lương mặt cảnh giác nhìn ra theo, phát hiện ngoài cửa sổ đang nở bừng những bông pháo hoa sáng lạng. Chi bầu trời đêm thành nhiều mảnh màu sắc. Thì ra giờ tí đêm trừ tịch sẽ bắn pháo hoa. Tây Lương mặt nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ không khỏi thì thầm. Pháo hoa không ngừng nở rộ, bắn ra tia lửa xinh đẹp lại lạnh giá bạo trúc thanh trung nhất tuế trừ xuân phong tống loãng như đồ tô thiên môn vạn hộ đồng thống nhật tổng bả tân đào hoán cựu phù lại là đêm ba mươi rồi bài thơ nguyên đáng của vương an thạch dịch thơ phí minh tâm hết năm pháo nổ đón giao thừa hơi rượu ấm nồng gió thoảng đưa vạn hộ ngán nhà đều thắp sáng thẻ đào năm mới tiễn năm xưa trên đầu nàng vang lên tiếng thì thầm của bách lý thanh Giọng nói của hắn tuy lạnh nhưng khi ngâm thơ lại có một phen ý nhị kỳ lạ, cực kỳ êm tai. Không ngờ đêm trừ tịch năm nay chúng ta lại đón cùng nhau. Tây Lương Mạc nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ không khỏi tự dẻo. Bách Lý Thanh không trả lời, chỉ lặng lặng nhìn pháo hoa xuất thần, ánh lửa long lanh soi sáng vẻ mặt lạnh lùng cô đơn của hắn. Vẻ mặt nàng chưa từng thấy ở hắn. Tây Lương Mạc nhìn hắn, đáy mắt thoảng qua một tia sáng kỳ lạ, nàng bỗng hỏi như vô tình, sư phụ. Trước đây ngươi đón năm mới thế nào? Nói nghe chút đi. Nói không chừng có thể lừa được thông tin gì đó hữu dụng cho mình. Bách Lý Thanh im lặng một lát rồi nhàn nhạt nói, ngươi muốn nghe chuyện của vi sư thì cứ việc nói thẳng, không cần vòng vo như vậy, vô duyên vô cớ chọc người ta chán ghét. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 109, trong chốc lát Bách Lý Thanh quay sang nàng gần như có thể nhìn thấy sự vắng lặng vĩnh hằng trong đáy mắt hắn, nơi đó không buồn không vui, không hờn không giận, tựa như trong mắt hắn vạn vật trên thế gian đều là huyễn ảnh hư vô, trải hết ba nghìn trượng hồng trần cũng không thấy buồn vui của thiên địa. Tây lương mạc ngượng, sau đó yếu ớt thở ra một hơi, sư phụ, sao ngươi cứ thích vạch trần ý đồ nho nhỏ của người khác thế nhỉ? Người như thế khiến người ta rất chán ghét đấy. Bách Lý Thanh nằm nghiêng chống má, lười biến xoa vành tai nàng. Ừ, như nhau, như nhau cả thôi. Vi sư cũng rất ghét loại người nhìn có vẻ ngoan ngoãn thật ra rất kiêu căng vô lễ như ngươi. Ừ, nói thế chúng ta là nhìn nhau thấy ghét rồi. Tây lương mặt cười cười rất tán thành, thuận lợi kéo cái tay đang nhéo tai mình xuống, nhưng Bách Lý Thanh tuy để kệ nàng kéo xuống lại bắt đầu chuyển sang nhéo tóc nàng chơi nàng phát hiện người này đối với nàng đặc biệt nhiều hành động mờ ám như đang đùa thú cưng vậy bách lý thanh hạ tầm mắt hút hồn sâu kính nhìn nàng chằm chằm ừ thế nên chúng ta cũng rất phù hợp với cái từ ngươi nói cái từ mà hắn nghiêm mặt suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười à vì yêu nhau mà giết nhau từ này vừa chuẩn xác lại rất ý nghĩa đấy Tây lương mặt hoàn toàn ai thèm yêu đồ thái giám như ngươi tự mình đa tình nàng mặc kệ đại yêu nghiệt không biết da mặt là gì này chỉ học hắn mờ ám giật tóc hắn hiếp mắt lại chờ mong nào 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 kể cho đồ nhi nghe câu chuyện sư phụ ngươi làm thế nào chảy một dòng nước mũi một dòng nước mắt từng bước đi tới vị trí trên vạn người dưới một người hôm nay thành đại gian định một đời có tên trong sách sử đi hẳn sẽ là tấm gương sáng để đám vãn bối tích cực hướng về phía trước hăng hái nỗ lực đây một dòng nước mũi một dòng nước mắt tấm gương hăng hái nỗ lực. Bách Lý Thanh thấp giọng buồn cười, cười đến mức trong lòng có chút thắt đau, thấy tay lương mạc vẫn nhìn mình chầm chầm mới miễn cưỡng ngừng cười, ừ, trò cưng à, ngươi thật là, thật là thẳng thắn, có điều hắn lại thích nàng thỉnh thoảng to gan thẳng thắn như thế. Chưa nói đến chuyện có kẻ nào từng dám nói thẳng vào mặt hắn như thế hay không. Cho dù người bình thường mọc thêm một nghìn lá gan nói vậy, đại khái đã sớm bị hắn bóp chết như bóp một con kiến cố tình nhảy con này nói lại chỉ khiến hắn dở khóc dở cười. Tâm tình vốn có chút vắng lặng thoáng chốc bị một câu nói của nàng đập nát, hắn lười nhát xoa bóp mặt nàng, thế nào? Vừa rồi tỉnh lại ngươi còn ra vẻ hận không thể dùng đao chặt đầu vi sư, giờ đã trở mặt, tâm trạng của ngươi thay đổi cũng nhanh quá nhỉ. Điều này hoàn toàn khác với phần lớn nữ tử mà hắn biết. Đám nữ tử kia nếu ngay từ đầu không nơm nớp lo sợ nịnh nọt hắn thì cũng ra vẻ thà chết không chịu khuất phục. Khiến hắn chán ghét. Tây Lương Mạc gật đầu, nghiêm túc nói, ta quả là người vừa thẳng thắng vừa chính trực, có điều người bình thường không nhìn ra mà thôi. Về phần tâm trạng, nàng chỉ không thích làm điều vô dụng, nếu đã không giết được kẻ địch còn làm ra vẻ thà chết không chịu khuất phục, bực bội với kẻ địch, thế chẳng phải tự tìm khinh bỉ, tự tìm hành hạ hay sao? Bách Lý Thanh bật cười lần thứ hai, trò cưng, ngươi quả thật ngày càng lãnh hội chân truyền của vi sư nàng luôn lén mắng hắn vô sĩ. Xem ra da mặt nàng cũng rất dày. Tây lương mặt lắc đầu, cười tủm tỉm nói, sư phụ, thầy trò chúng ta đừng khen nhau nữa. Đồ Nhi chờ nghe câu chuyện phấn đấu kích động lòng người của ngươi từ lâu lắm rồi. Tuy nàng không thích thám thính chuyện riêng của người khác, nhưng nếu chuyện riêng của người này hữu dụng với nàng, nàng vẫn cực kỳ hứng thú. Bách Lý Thanh nhướng mày, nhìn tiểu hồ ly trong lòng xuề móng vuốt có vẻ giàu dạt hăng hái, Tâm trạng cũng tốt theo. Hắn vừa như có như không vuốt ve lưng nàng vừa nói, "Ừm. Chuyện cũ à?" Bách Lý Thanh híp mắt như chìm vào hồi ức xa xưa, trầm mặt chốc lát mới chậm rãi nói, "Trước kia có một nhà giàu có, nhà đó có một cô con gái, bề ngoài khuynh quốc khuynh thành, người trong nhà vì đạt được nhiều lợi ích hơn nên gả nàng cho một nhà giàu sang khác làm quý thiếp. Sau khi người con gái nhà giàu có kia gả tới đây, phu quân nàng có điểm thương yêu nàng." lại bởi thế mà trước lấy sự ghen tị của những thê thiếp khác. Sau đó, cô gái kia sinh ra đứa con nhỏ tuổi nhất của phu quân nàng, phu quân nàng muốn để lại phần sản nghiệp lớn nhất cho cậu con út hắn yêu thương nhất này. Tây Lương Mạc nhướng mày, ừm, loại chuyện này chỉ cần nghe đoạn đầu đã đoán được đoạn kết. Thế nhưng, người đàn ông kia đã già, phần lớn con cái do thê thiếp ông sinh đã lớn vì vậy sự thương yêu ông tặng cho cô gái kia cùng con trai của nàng biến thành bùa đòi mạng. Người đàn ông cố gắng để nữ tử âu yếm cùng con trai rời đi, thế nhưng mắt ông đã mờ, người bên cạnh bị kẻ khác mua chuộc, vừa rời khỏi cổng căn nhà lớn kia, hộ vệ nhìn có vẻ trung thành tận tâm đảo mắt đã giơ đao giơ kiếm với mẹ con họ. Bọn họ không kịp chạy trốn, cô gái kia giấu bé trai ở một góc, chính mình lại bị bắt bé trai trốn trong góc phòng nhìn mẫu thân mình bị đám thị vệ luân phiên làm nhục, lại nhìn thiếp thị sai đám hộ vệ khoét mắt, chặt tay, cắt lưỡi mẫu thân hắn, cuối cùng thiếp thị này lột làn da mỹ lệ của mẫu thân hắn ra làm mặt quạt, rút xương nàng làm nan quạt, làm thành một chiếc quạt da người, đó thật sự xứng với tên gọi. Một chiếc quạt mỹ nhân Giọng nói của Bách Lý Thanh vừa nhẹ vừa chậm, giống như đang kể chuyện của một ai khác. Tây Lương Mạc nghe mà lòng sợ hãi, Tuy nàng biết phụ nữ ghen tị sẽ biến dịu dàng mỹ lệ thành đáng sợ như quỷ, nhưng loại chuyện này. Một đứa bé nhỏ tuổi trơ mắt nhìn mẫu thân mình biến thành một cây quạt và một bãi máu thịt. Nàng hé môi, muốn nói gì lại không thể nói ra lời. Ánh mắt bách lý thanh hướng ra ngoài cửa sổ, lại giống như biết nàng muốn hỏi cái gì, nhàn nhạt nói, ngươi muốn biết sau đó không? Ngón tay trắng nõn thon dài của hắn chậm rãi lướt qua mái tóc dài của nàng, tiếp tục kể câu chuyện kia. Âm thanh sâu thẳm mềm nhẹ, giống tuyết lạc giữa không trung. Sau đó, đứa bé kia được một gia đình khác cứu đi, nhận làm con nuôi. Hắn có một tỷ tỷ và cha nuôi yêu thương hắn, hắn vốn tưởng rằng cơn ác mộng sẽ kết thúc. Ai ngờ cuối cùng hắn vẫn bị nhà giàu kia tìm được, cha ruột hắn đã bệnh đến bất tỉnh nhân sự, huynh trưởng hắn chiếm được tất cả trong nhà, còn ngấp nghé tỷ tỷ thương yêu hắn. Rồi sau đó, cha nuôi hắn đã chết, tỷ tỷ hắn cũng đã chết. Tây Lương mặt nhẹ giọng hỏi. Bách Lý Thanh im lặng một lát rồi thản nhiên từ một tiếng, cứ coi vậy đi. Tây Lương Mạc nhìn hắn, vậy đứa bé kia, đứa bé kia à, sau đó đã bị huynh trưởng hắn ném vào tư lễ giám, một đao vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Ngươi xem, huynh trưởng hắn thông minh cỡ nào. Bách Lý Thanh chậm rãi cười, vương tay nhẹ nhàng nắm tuyết động trên cửa sổ, lại sau đó, đứa bé kia chiếm được con đao tên là quyền thế bắt hết những ả từng lộ da mẫu thân hắn biến thành quạt mỹ nhân trống mỹ nhân đàn mỹ nhân từ nay về sau hắn cảm thấy để người ngoài không ngừng mang đến ác mộng cho hắn một mình vô vị bước trong bóng đêm vĩnh viễn không biết bao giờ tỉnh lại quá cô đơn không bằng trở thành ác mộng của mọi người khiến người trong thiên hạ bước vào cơn ác mộng mãi mãi không kết thúc của hắn tiếng nói của hắn mờ mịt bay bổng tựa như tuyết đêm đông nhẹ bay trong bóng đêm xa xôi. Cơn gió lạnh cuộn lên tấm màn dài và nhẹ, pháo hoa tỏa ra tia sáng long lanh rực rỡ trong trời đêm, khi sáng khi tối chiếu rọi dung nhan tinh xảo tái nhật của hắn, có vụn tuyết rất nhỏ động trên lông mi đen dài như lông công của hắn. Dường như ở trên đó ngưng động thành một làn sương mệt mỏi ưu thương ngàn năm. Hắn hơi nheo mắt lại nhìn về phía pháo hoa rực rỡ ngoài kia, trong sáng như thần băng giá ngưng tụ từ băng tuyết hàng nghìn hàng vạn năm trên đỉnh thiên sơn, trong một chốc ngọn gió lạnh lẽo thấu xương thoảng qua như muốn hóa thành trăm ngàn bông tuyết tiêu tán trong trời đất mênh mông đầy bụi trần. Tây lương mạc kinh ngạc nhìn hắn, vô thức vương tay bắt lấy những sợi tóc đang bay lượn của hắn như có thể giữ được hắn lại. Mạnh tay đến mức gần như giật hắn quay sang. Trong chốc lát bách Lý Thanh quay sang nàng gần như có thể nhìn thấy sự vắng lặng vĩnh hằng trong đáy mắt hắn, nơi đó không buồn không vui, không hờn không giận, tựa như trong mắt hắn vạn vật trên thế gian đều là huyễn ảnh hư vô, trải hết ba nghìn trượng hồng trần cũng không thấy buồn vui của thiên địa. Không có bất cứ thứ gì trong đó. Không có gì hết, kể cả nàng. Trong nháy mắt, Tây Lương Mạc cảm thấy một chỗ nào đó trong đáy lòng bị đâm mạnh, động tác trên tay cũng không khỏi mạnh mẽ hơn, cố gắng kéo hắn càng tới gần mình. Bách Lý Thanh nhìn vẻ mặt của Tây Lương Mạc, bỗng nhướng mày nở nụ cười, sao thế? Ngươi tin thật à? Câu chuyện này cảm động lắm sao? Tây lương mạc giật mình nhìn hắn thoáng chốc biến từ chúa tuyết thánh khiết lạnh giá nhất trời đất thành yêu ma địa ngục mị hoặc tận xương, dung nhan như sớm mùa xuân. Trong lòng, cảm xúc hỗn loạn. Nàng biết mình không nên bị tâm trạng của người khác ảnh hưởng, thế nhưng nhìn người đàn ông như vừa bị mình kéo về nhân gian, bỗng dưng nàng cảm thấy an tâm, thật ra thế này cũng không tệ yêu ma thì cứ là yêu ma đi còn tốt hơn dáng vẻ vừa rồi khiến nàng gần như cho rằng hắn sẽ hóa thành hàng nghìn hàng vạn bông tuyết bay ra khỏi vòng tay nàng tiêu tan nhìn xem tiểu hồ ly độc ác hung hãn của vi sư sắp khóc đến nơi rồi chật nếu sớm biết ngươi thích thế này chi bằng để vi sư kể một câu chuyện khác nữa được không bách lý thanh hiếp mắt mỉm cười nhìn thiếu nữ trong lòng cười như có như không lấy ra một cái quạt hoa lệ che đôi môi tinh xảo, nói như cực kỳ nghiêm trang, rất lâu trước đây. Có một, tay lương mặt bỗng quỳ dậy khỏi lòng hắn, vừa vươn tay đóng cửa sổ vừa thản nhiên ngắt lời hắn, không cần kể nữa, đồ nhi biết sư phụ treo gẹo đồ nhi quen rồi. Nàng hơi ngừng, hạ tầm mắt liếc hắn, nở nụ cười nhạt, có điều, câu chuyện này quả là không tệ thật sự khá hơn chuyện tình tay ba kể trong quán trà lừa được không ít nước mắt của các cô nương. Nếu một ngày sư phụ ngươi từ quan về quê, chi bằng coi đây là kế mưu sinh, sau này ngươi soạn thêm vở kịch mới cộng thêm diễn kịch làm xiết nữa thì kiếm ăn tốt lắm đấy. Nhìn đường công cơ thể lả lướt đột nhiên lộ bên ngoài chăn, phía trên đầy dấu hôn nhỏ vụn, chỉ có tóc đen lất phất trên vai và trước ngực làm nổi bật làn da tuyết trắng của nàng, đáy mắt bách lý thanh thoáng qua một ngọn lửa sáng rực hắn chống một bên má vương tay gác lên bên hông nàng ngón tay ngã ngớn mơn trớn trên người nàng cười như có như không nói trò ngoan ngươi đang quyến rũ vi sư đấy à tay lương mạc ngược lại không chống cự mặt hắn ôm nàng vào lòng nàng chậm rãi học động tắt hắn ôm nàng vuốt nàng vừa thuận tay xoa mái tóc đen hoa mỹ như sa tanh của hắn vừa nói sư phụ cảm thấy phải là phải không phải là không phải phải là không phải không phải cũng là phải tiếp theo đồ nhi sẽ kể một câu chuyện đại gian thần hãm hại trung lương tương đối thú vị câu chuyện này nàng cúi đầu vươn tay nhặt lên cặn tuyết lưu lại trên vai hắn ấn hắn xuống môi lơ đẳng lướt qua đôi mắt sâu không đáy của hắn lại thoáng qua cái mũi thẳng tắp của hắn sau đó ngừng trên khóe môi mỏng hơi nhếch lên của hắn nói nhỏ như dùng môi ngữ người đã trải qua câu chuyện này lại không quá thú vị đâu đôi mắt bách lý thanh mê ly khiến người ta không nhìn ra sâu cạn hắn theo lực ấn của nàng nằm xuống, mặt nàng nằm trên người mình, sóng tóc xỏa xuống khóa hắn và nàng trong một không gian chật hẹp. Hơi thở nàng ấm và ẩm ướt, như một chiếc lông chim phất qua, hòa cùng với hơi thở lạnh giá của hắn. Hắn rốt cục hé môi, mút lấy đôi môi nở nang mềm mại của nàng, cười khẽ, tốt, tiếp theo, đổi thành câu chuyện gian thần hãm hại trung lương, máu chảy thành sông, tay lương mặt nhìn thấy bóng mình trong mắt hắn mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại câu chuyện vừa rồi quá lạnh lẽo khiến người ta thậm chí không thể chảy nước mắt trong đất nước xa xôi vắng vẻ của tuyết vĩnh viễn không tìm thấy lối ra chỉ cảm thấy bi thương không hợp với hắn vì vậy nhất định là giả dáng vẻ xuân sắc xa hoa âm hiểm tàn nhẫn thế này mới hợp với hắn nhất mới là hợp với hắn nhất đêm sâu thẳm có tiếng thì thầm khe khẽ nhẹ như tơ bay bổng trong bóng tối nếu có một ngày, trò cưng ngươi lấy được mạng vi sư, đã nghĩ sẽ giết vi sư thế nào chưa? Sư phụ muốn chết thế nào? Ừm, tốt nhất là dùng vi sư làm một chiếc quạt mỹ nhân, được không? Một chiếc quạt mỹ nhân đẹp nhất phải dùng xương người sống làm gân, lột da người sống làm mặt, mới có thể đẹp nhất. Đồ nhi nghĩ, thiên hạ này nhất định không ít kẻ muốn có được cái quạt mỹ nhân làm từ sư phụ này nhưng vi sư chỉ muốn làm quạt mỹ nhân trong tay ngươi nụ cười ngã ngớn xinh đẹp của gã mang theo trêu chọc nương tia sáng pháo hoa lung linh trên bầu trời như bông tuyết lan tỏa khắp nơi đêm đông tĩnh lặng tuyết bay thảnh thơi ông đây là đường ranh giới tiểu bạch đáng thương bị bỏ quên đám giáo đồ thiên lý giáo cuối cùng không thể tìm được người nghe trộn ngày đó bọn chúng dùng gần như tất cả phương pháp để điều tra từng cô gái trên thuyền có bị thương hay không nhưng vẫn không có kết quả gì cuối cùng trong tiếng oán giận ngày một lớn chiếc thuyền không thể không cập bờ thế nhưng người đường môn lại phát hiện dường như bọn họ bị theo dõi giống như có đôi mắt dõi theo bọn họ ở bất cứ chỗ nào vì vậy mùng một đầu năm trong không khí náo nhiệt ở hương vân phường người đường môn lại lấy cớ tụ tập trong một khoang thuyền khuất tầm mắt đại hội đoạt khôi trâm hoa lần này đường môn phái ra tất cả bốn người hai nam hai nữ bọn họ vốn không đặc biệt từ đường gia bảo ở thuộc tới tham gia đại hội luận võ này, từ trước đến nay đường môn không thích xem vào việc bên ngoài, mục đích chủ yếu là trưởng môn phái một lớp người trẻ tuổi đồng lứa ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Bọn họ hăng hái bừng bừng mà đến. Không ngờ việc hôm qua khiến người người lo lắng. Một thiếu niên trẻ tuổi bất bình nói với thanh niên ngồi ghế trên, Đại sư Huynh, thiên lý giáo này có ý gì, bọn chúng cũng dám ngang nhiên dám thị chúng ta thanh niên kia còn chưa kịp nói một câu, một nữ đệ tử đường gia đã cười lạnh, giám thị chúng ta đã là gì, hôm qua bọn chúng bỗng phái người chuẩn bị nước nóng cho ta và tiểu vũ, còn phái mấy nha đầu trên thuyền tới nói muốn hầu hạ ta và tiểu vũ, không biết có ý đồ gì, rốt cuộc muốn làm gì mới được. Tiểu liên tỷ, tỷ nói cái gì? Thiếu niên cao mày nhìn về phía hai thiếu nữ, nào có chủ nhà ép khách tắm, người thiên lý giáo điên rồi chắc. Không mới là Là thiếu nữ được gọi Tiểu Liên căm giận vòng tay trước ngực cười khẩy, "Nếu người hầu hạ chúng ta không phải nữ tử, chúng ta còn tưởng có vị quý nhân nào coi trọng tỉ muội chúng ta, lột sạch tắm rửa để dâng lên ấy chứ." "Thật ghê tởm." Thiếu niên giận dữ. Người thanh niên hơi nhíu mày, không bị tức giận nhục nhã làm choáng đầu, chỉ lẩm bẩm như tự nhủ, "Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì?" Lúc này, thiếu nữ tên Tiểu Vũ bỗng cúi đầu ho khan vài tiếng, nói đường thiên đại sư huynh, muội thấy bọn họ có vẻ như đang mượn cớ tìm ai đó mới đúng, hơn nữa người này có khả năng là nữ, đồng thời trên người bị thương nên mới dùng phương pháp này, có lẽ muốn nghiệm thương. Thanh niên nghe thiếu nữ nói vậy liền ra vẻ thở vào nhẹ nhõm, nếu vậy thì không liên quan tới đường môn chúng ta, nếu không ảnh hưởng tới chúng ta thì coi như cho qua đi. Đường thiên thân là đại đệ tử lớp này của đường môn. Tuy không phải người có võ công cao nhất, dùng ám khí giỏi nhất cũng không phải người dùng độc hiệu quả nhất nhưng tính cách hắn trầm tĩnh nên trưởng môn mới để hắn dẫn mấy tiểu sư đệ sư muội tâm cao khí ngạo ra ngoài du lịch giang hồ hắn cũng phải đặt yên ổn lên hàng đầu hắn vừa yên tâm lại lưu ý đến giọng nói khàn khàn của tiểu sư muội lo lắng nói tiểu vũ giọng của muội sao lại như thế hay là hôm qua bị cảm lạnh đường liên đỡ đường vũ ngày càng ho mạnh hơn cười nhạt đại sư huynh lòng dạ rộng lượng nhưng chưa chắc người ta đã thật sự cảm kích. Hôm qua bọn muội tuy cảm thấy kỳ quặc nhưng chỉ nghĩ là nghi thức đón tân niên của chủ nhà, chưa từng nghĩ nhiều, đám nha đầu kia lại dùng dằn rất lâu không đưa khăn cho bọn muội lau người, hại tiểu vũ cảm lạnh. Đường vũ ho khang vài tiếng, sắc mặt trắng bệch nói nhỏ, đại sư huynh, không sao, chỉ cảm lạnh thôi mà, điều vũ nhi lo lắng chính là, lo lắng cái gì? Đường thiên quan tâm nhìn đường vũ, Đường Vũ là người nhỏ nhất đồng lứa, sức khỏe không tốt lại rất hiểu chuyện, thông minh, tự nhiên được mọi người thương yêu. Đường Vũ chỉ do dự chốc lát rồi cúi đầu nói, hôm nay, khi muội rời khoan thuyền vô tình nghe thấy. Bạo Vũ Lê Hoa Châm bị người ta đánh cắp. Đường mật nhỏ tuổi đang dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng tin đồn, không ngờ nghe được tin tức này, sau đó hắn sửng sốt buộc miệng nói, gì chứ? 6 năm trước bạo vũ lê hoa châm bị người ta đánh cắp khỏi bảo rồi mà, chuyện này còn gì mới mẻ nữa. Nhưng rất nhanh, đường thiên cẩn thận phát giác vấn đề này vô cùng kỳ lạ. Không sai, 6 năm trước bạo vũ lê hoa chân đã bị người ta đánh cắp khỏi đường gia bảo. Đệ tử đường môn đều biết, nhưng mà... Người ngoài không biết. Người trong đường môn rất ít qua lại với người ngoài. Như vậy, chuyện bạo vũ lê hoa châm bị trộn đi xuất hiện lúc này, tại đây chỉ nói lên một vấn đề bạo vũ lê hoa châm lại bị mất trộm tại chỗ này nói cách khác người mất của hôm nay chính là kẻ trộm đánh cắp chí bảo của đường môn năm đó đường thiên giật mình vì suy đoán của mình hắn bỗng ngẩng đầu nhìn về phía đường vũ quả nhiên cũng nhìn thấy nghi hoặc tương tự trong mắt nàng không sai mùi cũng nghĩ vậy thiên lý giáo đang tìm một cô gái bị thương hơn nữa vô cùng khẩn cấp cô gái này trộm đi một thứ rất quan trọng nay chỉ có người Đường Môn chúng ta bị Thiên Lý Giáo giám sát nghiêm mật nhất, vậy có thể nói, bọn họ đang tìm Bạo Vũ Lê Hoa Châm." Đường Vũ nhẹ giọng nói. "Muội nói Thiên Lý Giáo hoài nghi chúng ta tới đây lần này để tìm Bạo Vũ Lê Hoa Châm về." Đường Liên cũng lập tức phản ứng lại, trợn trừng mắt. "Không sai." Đường Vũ gật đầu. Đường Thiên còn chút nghi hoặc. Vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Đường Vũ, "Tiểu Vũ, muội xác định nghe được bạo vũ lê hoa châm chứ. Đường vũ nhìn đường thiên, dường như do dự một lúc mới nhẹ giọng nói, đại sư huynh còn nhớ mấy thi thể người của thiên lý giáo nâng từ tầng 3 xuống dưới hầm thuyền chứ. Bọn họ hẳn còn chưa chuyển đi, nói không chừng đã chết dưới bạo vũ lê hoa châm, có lẽ chúng ta nên đi xem thử xem sao. Đường mật trẻ tuổi kích động nhất, không nhịn nổi nữa vỗ bàn nhảy dựng lên, còn tra xét cái gì, nhất định là đám trộm cướp thiên lý giáo kia trộm đồ của đường môn ta. Chúng ta đi tìm đường chủ điện đường của bọn chúng hỏi rõ ràng, không dạy dỗ một trận thì đám trộm cắp vô sĩ này không biết trời cao đất rộng. Đường liên cũng gật đầu, cả giận nói, trưởng môn từng nói, trộm chí bảo đường môn ta, giết. Yes. Đường thiên tuy cũng tức giận nhưng vẫn tương đối bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói, chuyện này liên quan rộng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, tìm cơ hội kiểm tra những thi thể kia đã, nếu là thật lại thông báo cho trưởng môn rồi tính tiếp. Đại sư Huynh Huynh quá cẩn thận rồi, đường môn chúng ta nếu muốn ra tay, người trên thuyền này võ công cao tới đâu thì cũng là cái thá gì. Đường mật là một thiếu niên 13 tuổi, không nhịn được dậm chân oán giận. Chúng ta cần gì phải sợ bọn chúng. Đường liên cũng lầu bầu. Đường thiên không dung túng như lúc trước, vẻ mặt lạnh lùng nói, ta nói không được là không được, đường môn chúng ta chưa từng tùy tiện liên quan tới tranh chấp giang hồ. Thấy đường thiên lúc này không cho phép thương lượng, đường mật cùng đường liên đều nhìn về phía đường vũ. Bọn họ biết đường vũ là thê tử trưởng môn chọn cho đại sư huynh, nay chỉ chờ tiểu vũ cập kê là sẽ cử hành hôn lễ. Đối với đại sư huynh mà nói tiểu vũ rất khác biệt, bọn họ đều hy vọng nàng có thể tán thành ý kiến của mình nhưng lúc này đường vũ chỉ vừa ho khang vừa nhẹ nhàng khuyên giải đại sư huynh nói đúng chúng ta an tâm chút chớ vội đường mật cùng đường liên đành thất vọng lẩm bẩm vài câu rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời thương lượng xong bọn họ lần lượt tìm cơ hội ra khỏi phòng đường thiên bảo đường liên cùng đường mật ở chỗ khác chờ hắn rồi cùng đi thăm dò những thi thể kia kiểm tra thực hư xem có chết dưới bạo vũ lê hoa châm hay không sức khỏe đường vũ không tốt Đường Thiên không yên lòng liền tự mình dẫn nàng về khoang thuyền. Đại sư Huynh, các Huynh nhất định phải cẩn thận đấy. Đường Vũ vừa ho khang vừa khe khẽ dặn, muội không sao đâu. Đường Thiên nhìn quanh không thấy ai, dịu dàng cầm tay nàng, thấp giọng nói nhỏ, tiểu Vũ, muội tự chăm sóc bản thân cho tốt, chớ khiến đại sư Huynh ta lo lắng. Đối với sư muội nhỏ nhất này, nếu nói Đường Thiên yêu bao nhiêu thì chưa hẳn. Nhưng hắn luôn rất thương nàng, hôn nhân đại sự vốn do lời mai mối, lệnh cha mẹ, vì vậy hắn luôn rất dịu dàng quan tâm tiểu thê tử tương lai. Đường vũ dường như thoáng chốc không được tự nhiên, chậm rãi rút tay về, nhẹ giọng ho, đại sư huynh, huynh cứ yên tâm, mau đi đi, đường mật và đường liên đang đợi huynh đấy. Con gái võ lâm xưa nay không để ý lễ giáo như con gái khuê các bình thường, đường thiên thấy đường vũ như vậy chỉ tưởng nàng xấu hổ, không chịu buông đôi tay mềm của nàng, chỉ dịu dàng nói, tối nay ta quay lại tìm muội dứt lời hắn nhìn vầng trán tuyết trắng của nàng cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn như bình thường hai người ở riêng sau đó mỉm cười trước vẻ mặt giật mình của nàng ta đi đây rồi hắn xoay người biến mất ở góc cầu thang đường vũ sờ sờ trán mình lắc đầu thở dài một tiếng sau đó nàng quay người vào trong phòng cửa vừa đóng đã bị người ta đặt lên vách thuyền giam cầm giữa vòng tay rộng lớn tỏa ra hương thơm lành lạnh của hắn giọng nói giá lạnh vang lên trên đỉnh đầu nàng ngươi cảm thấy vi sư nên khiến tiểu tử đường môn kia chết kiểu nào mới tốt đường vũ dịu ngoan để hắn ôm vào lòng khe khẽ nói hắn chỉ coi ta là đường vũ thôi mà thế nhưng lời giải thích này đối với bách lý thanh ăn trên ngồi trước làm theo ý mình đã lâu hoàn toàn không có tác dụng gì hắn chỉ lạnh nhạt nói đừng để vi sư nhìn thấy bất cứ nam nhân nào chạm vào ngươi nữa nếu không. Lời còn chưa dứt, đường vũ trong lòng đã ngẩn đầu, chủ động chạm vào môi hắn, cười khẽ trêu chọc, sư phụ, ngươi thế này sẽ khiến đồ nhi nghĩ ngươi đang ghen đấy. Bách Lý Thanh thuận tay kéo búi tóc sau đầu nàng. Ép nàng ngửa đầu ra sau, ánh mắt thản nhiên liếc nhìn đường vũ trong lòng, nghiêm trang nói, ai nói vi sư không ghen. Ngươi thuộc về vi sư, hiểu chưa? Trừ khi vi sư quyết định thả ngươi hoặc ngươi thành công giết chết vi sư, nếu không ngươi sẽ chỉ thuộc về vi sư, không kẻ nào có thể chạm vào ngươi. Thiếu nữ trong lòng sờ sờ da mặt rồi xé rách, túng ra lớp mặt nạ bên ngoài, lộ ra một gương mặt cực kỳ thanh nhã, chính là Tây Lương Mạc. Vẻ mặt nàng kỳ dị nói, khi đó ngươi đồng ý để ta gả cho tư lưu phong ngươi cũng không nói không cho người khác chạm vào ta. Bách Lý Thanh Xoa cầm như đang nhớ lại điều gì, sau đó vô tư như không sờ đầu nàng, vậy sao? Giờ vi sư đổi ý, cũng đổi khẩu vị, ngươi có thể để nữ nhân khác chạm vào ngươi, vi sư không ngại. Nhìn lão yêu nghìn năm trước mặt làm ra vẻ, ngươi xem, ngươi xem đi, vi sư rất trọng lượng, vi sư chưa bao giờ ghen bậy ghen bạ. Tây lương mặt cảm thấy nếu so độ vô sĩ thì mình lại bại trận lần thứ hai. Quả nhiên đối với loại sinh vật là hoàn toàn hủy bỏ tam quan của loài người, không biết liêm sĩ là gì này, nàng hoàn toàn xem như tấm gương một cô gái tốt có tam quan bình thường tích cực hướng về phía trước được rồi sư phụ ngươi định xử lý đường vũ thế nào tay lương mạc chỉ chỉ đường vũ nằm trên mặt đất im hơi lặng tiếng đã lâu vốn nửa đêm hôm qua bọn họ định tới chỗ của đệ tử đường môn tra xét một phen nhìn xem phản ứng của bọn họ đối với dị động của thiên lý giáo không ngờ vừa vặn thấy đường vũ đi tiểu đêm sắc mặt tái nhật nằm hôn mê trên đất toàn thân không ngừng co giật Tây Lương mặt lập tức lặng lẽ tiến lên xem mạch cho nàng ta, nhẹ giọng nói với Bách Lý Thanh, e là bệnh tim tái phát. Xem ra cô nương này sống không lâu được. Nhìn cô bé thân thể mảnh mai mới chỉ 11, 12 tuổi, nàng lại nhìn móng tay thâm đen của đối phương, môi cũng tím ngắt, sắc mặt trắng bệch, liền phán đoán có bệnh tim, đồng thời còn bệnh không nhẹ, tình hình thế này e rằng không phải phát tác lần đầu. Có điều chai lọ để đầy bàn, không biết lọ nào là độc lọ nào là thuốc chữa bệnh ánh mắt tây lương mạc còn đang quanh quẩn trên đống chai lọ kia thì nghe thiếu nữ trên mặt đất kêu trên một tiếng quay đầu đã thấy bách lý thanh dùng một chưởng khiến thiếu nữ kia tâm mạch vỡ nát ngươi làm gì vậy cô ấy không oán không thù với chúng ta tây lương mạc nhăn mày trừng mắt nhìn bách lý thanh bách lý thanh liếc nàng một cái nhàn nhạt nói tâm tật vốn không thuốc nào chữa được người bị bệnh này gần như sống không quá thành niên, nếu đã vậy, bản tọa chỉ đang giải thoát cho nàng ta mà thôi, huống hồ bản tọa giết người còn cần lý do hay sao? Tây Lương Mạc liền im lặng. Nàng không biết phải nói gì, người trước mặt thật sự thuộc về giai cấp phong kiến có quyền thống trị tối cao, sinh sát vốn là vật quy thuộc sau khi bọn họ đoạt được quyền lực. Bất kể là người thống trị hay bình dân, ngay từ nhỏ đã được tiếp thu tư tưởng này, họ chỉ có giá trị và đạo đức quan một mặt nhất. Lẽ nào nàng còn định nói chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người đều như nhau hay sao? Cho dù ngày mai người kia sẽ bệnh chết, hôm nay ngươi cũng không thể quyết định sống chết của họ mà không được đối phương đồng ý. Không ai có quyền quyết định sự sống cái chết của bất cứ ai. Lời nói này buông ra ở thời kỳ này luôn dị thường buồn cười. Bách Lý Thanh không nói gì với nàng nữa chỉ tập trung lấy ra một vài thứ phủ lên mặt đường vũ sau đó bắt đầu chế tác mặt nạ rồi định ra kế sách hôm nay gây xích mích quan hệ giữa đường môn và thiên lý giáo chỉ là tây lương mạc không ngờ đường vũ đã hứa gả cho người ta nàng ta là vị hôn thê của đường thiên đường thiên vĩnh viễn sẽ không bao giờ nhìn thấy cô bé này nữa tây lương mạc thầm thở dài một tiếng trong lòng bách lý thanh liếc nàng một cái chậm rãi nói nếu không muốn để người khác nắm trong tay sự sống cái chết của mình thì ngươi phải ngày một mạnh mẽ. Hắn hơi dừng rồi lại nói, đường thiên tính tình cẩn thận, nhưng nếu hắn thấy đường vũ chết trong tay thiên lý giáo, bình tĩnh đến mấy cũng không chịu nổi. Tây lương mạc ngẩn ra, lập tức hiểu được, nàng thản nhiên từ một tiếng. Ngày hôm đó, chính là nửa đêm mùng một. Trong hương vân phường, nhóm thủ vệ thiên lý giáo đang cầm đao tuần tra trên bông tàu, bỗng một tiểu đội thấy bóng người mảnh khảnh thoáng qua. Ai? Đứng lại. Đội trưởng đội tuần tra hét lớn một tiếng, lập tức dẫn người tiến lên. Cố gắng ngăn đối phương lại. Thế nhưng nàng kia động tác rất nhanh, không hề có ý dừng lại. Đội trưởng đội tuần tra bỗng nhớ tới chuyện phát sinh trên tàu nửa đêm hôm qua, trong lòng kinh hoàng, lẽ nào là nữ thám tử giáo chủ nghiêm lệnh điều tra. Hắn lập tức rút đao đuổi theo đứng lại. Thế nhưng khi hắn sắp bắt được đầu vai nàng kia, nàng bỗng nhiên quay lại. Dưới ánh trăng, sắc mặt nàng hoàn toàn tái nhợt, sau đó một chưởng mạnh đánh úp về phía đội trưởng, đội trưởng kinh hải dùng toàn lực đánh trả. Nàng kia tuy võ công không tệ nhưng trong một giây này không biết vì sao bỗng thu tay, chưởng lực của đội trưởng trực tiếp đánh lên ngực nàng, nàng kêu thảm một tiếng, thoáng chốc rơi xuống sông như diều đứt dây. Tủng một tiếng rơi xuống nước, có vẻ cực kỳ chói tai trong bóng đêm vắng vẻ đội trưởng kia vẫn sửng sốt thật không ngờ mình vừa ra tay đã trúng trong lúc vẫn ngẩn người cả gian thuyền bỗng náo nhiệt từng gian một sáng đèn sự yên lặng của hương vân phường thoáng chốc bị đánh vỡ đại sư huynh huynh mau tỉnh lại vũ nhi đã xảy ra chuyện đường thiên đang lúc mơ ngủ bị đánh thức hắn có chút mệt mỏi thấp giọng hỏi làm sao vậy tâm tật lại tái phát à. Cho dù biết Vũ Nhi có bệnh tim, đại phu nói nàng không thể sống qua 17, cũng không thể có con, nhưng hắn vẫn bằng lòng lấy thiếu nữ dịu dàng đáng thương kia làm vợ, chăm sóc nàng như thê tử tương lai. Nhưng khi thấy gương mặt dàn dụa nước mắt của đường mật, trong lòng bỗng có dự cảm không tốt. Đại sư Huynh Vũ Nhi Vũ Nhi bị người của thiên lý giáo một trưởng đánh rơi khỏi thuyền. Nay rơi vào sông Lạc, không biết sống chết, mọi người đều nói. Thời tiết thế này rơi vào nước sông lạnh giá, người thường rơi xuống còn khó sống, huống hồ Vũ Nhi, sợ là lành ít dữ nhiều. Đường mật tuy xúc động, tức giận lại đau lòng những vẫn miễn cưỡng nói đại khái sự tình. Mà trong nháy mắt đường thiên nghe tin tức này, hắn cảm thấy trái tim mình cũng rơi vào nước sông lạnh giá theo. Ngay khi hương vân phường sắp rơi vào nguy cơ thật lớn, trên thuyền nơi nơi vang lên tiếng náo loạn, hai bóng người lặng lẽ từ sườn thuyền lướt về phía đất liền. Sau đó biến mất trong đêm tối. Không lâu sau, phòng của lãnh đạo tối cao trong nha môn hành chính tư lễ giám tại Lạc Dương sáng đèn. Tây Lương mặt thổi tác dụng cụ châm đèn, nhìn về phía Bách Lý Thanh, ngày mai đại hội đoạt khôi trâm hoa chính thức bắt đầu, hôm nay thiên lý giáo sắp nảy ra tranh cãi với đường môn, không biết sau này sẽ là cục diện thế nào. Có thể tạo ra nhiều phiền phức cho thiên lý giáo nàng rất thích thú, Thế nhưng người thiên lý giáo chuẩn bị cho lần này đã lâu, thực lực khó lường, vốn có kế hoạch ra tay với môn phái võ lâm. Ân oán với đường môn cũng không đủ để ngăn cản kế hoạch đoạt khôi trâm hoa của thiên lý giáo. Chuyện bạo vũ lê hoa châm nếu chỉ dẫn ra những ngờ vực của đệ tử đường môn, thì lần này đệ tử bỏ mình nhất định khiến đường môn tức giận. Cho dù đường thiên bình tĩnh thì lần này đã thật sự khiến hắn mất phán đoán, thiên lý giáo sẽ có chút phiền phức, có phiền phức sẽ có hỗn loạn, mà một khi thiên lý giáo xuất hiện hỗn loạn chính là lúc chúng ta thừa cơ. Bách Lý Thanh không e dè đổi một bộ trường bào hoa lệ ngay trước mặt nàng. Lười biến nằm lệch trên tháp tử đàn khắc hoa trải đệm mềm vàng đỏ hoa lệ, tiện tay cầm lấy một quyển tấu chương trên cái bàn tử đàn bên cạnh lên xem. Ừm, vậy tiếp theo chúng ta. Tây Lương mặt ngồi xuống bên cạnh hắn, đang định tính kế một phen. Bách Lý Thanh lại bỗng nhìn nàng nở nụ cười quỷ dị, tiếp theo chúng ta đi luật phương luật phương tây lương mạc kinh ngạc mở to mắt luật phương là biên thành phía bắc rời khỏi lạc dương phải thúc ngựa năm ngày mới tới bọn họ đi luật phương làm chi bách lý thanh đưa tấu chương trên tay cho tây lương mạc cười như có như không nhìn nàng tính phi nương nương phải xuất giá người thân là đại tỷ của nàng ta lại là người hoàng đế bệ hạ lệnh chuẩn bị đồ cưới dù sao cũng phải đi thể hiện tâm ý chứ Tây Lương mặt nhíu mày, đúng rồi, mùng 3 chính là ngày Tây Lương Tiên xuất giá, nàng đã sắp xếp người ở trong kinh, nếu nàng không kịp về kinh thành thì nói với tỉnh quốc công, nói nàng ở Lạc Dương thu mua đồ cưới bị nhiễm phong hàng, bệnh không dậy nổi giường. Dân danh một quà tặng lên là được. Dù sao ngay từ đầu khi chưa đi ra ngoài, Hà Ma Ma đã sớm chuẩn bị xong những thứ nên cho Tây Lương Tiên rồi. Hoàng đế đối với cô ta như vậy, hẳn là sẽ không để ý, có điều lại có một chuyện, gần đây bồ câu đưa tin tới nói đại trưởng công chúa luôn rất bình tĩnh, không có dị động, chỗ tính phi tuy có ồn ào một lần nhưng không được kết quả gì. Cuối cùng Tây Lương Tiên ngược lại yên tâm chuẩn bị gã, đạt được Mỹ danh hiểu đạo lý lớn, vì nước gả đi xa. Như thế hoàn toàn phù hợp với đánh giá của Tây Lương Mạc về Tây Lương Tiên. Nhị muội muội này của nàng luôn kiên nhẫn nhiều mưu kế, quả thực có khả năng làm được hoàng hậu có đôi khi nàng rất thưởng thức cô ta, chỉ tiếc một núi không thể có hai hổ. Nay nghe tin đại trưởng công chúa vẫn không động thủ, lẽ nào đại trưởng công chúa đổi ý? Tuy nàng cảm thấy không quá có khả năng, nhưng then chốt thì nàng đoán không ra. Vị công chúa Điện Hạ kia vốn là người tính toán chi ly, nay yên lặng đến vậy mới là bắt mắt. Theo tư lễ giám báo lại, thuộc hạ của nàng ta gần đây hay ra vào biên giới giữa ta và hách hách hẳn là lại có trò hay để xem. Bách Lý Thanh lười biến cười, vươn tay kéo tóc Tây Lương Mạc tới nghịch. Tây Lương Mạc nhìn hắn hiếp mắt cười thâm sâu khó lường liền hiểu hắn đã nhìn rõ quan hệ giữa mình và đại trưởng công chúa, đối với những điều mờ ám mà nàng làm. Cho dù người của tư lễ dám không nghe được nàng và đại trưởng công chúa nói chuyện thì cũng suy đoán được 7, 8 phần. Ừ, người hiểu ta chỉ có sư phụ, nếu định đi luật phương, qua lại ít nhất mất 10 ngày, đại hội đoạt khôi trâm hoa bên này phải làm sao? Tây lương mặt mỉm cười ghé sát vào bách lý thanh. Ánh mắt lấp lánh, nàng không định giấu giếm tâm tư ác độc của mình trước bách lý thanh. Dù sao nàng cùng hắn vốn đã cấu kết với nhau làm chuyện xấu, có thể nói là một ổ rắn chuột. Bách Lý Thanh nhìn tiểu hồ ly vì có gian kế mà đôi mắt sáng lấp lánh trước mặt, trong lòng ngứa ngáy nắm cái cầm nhỏ của nàng, cúi đầu khẽ cắn trên môi nàng, không sao, đại hội đoạt khôi trâm hoa, trận quyết chiến cuối cùng tại 15 tháng giêng, chúng ta có đủ thời gian. Dứt lời, hắn vương đầu lưỡi mê hoặc liến hàm răng nàng, trò ngoan tới đây. Thương ngươi làm việc vất vả, để vi sư ngủ ngươi một lần đi. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 110, à. Đồ nhi nói không có được không? Tây lương mạc nheo mắt lại, đầu ngón tay chỏ lên ngực hắn. Vậy mà Bách Lý Thanh lập tức dừng tay liếc nàng, thở dài một hơi như rất bất đắc dĩ trò yêu không cho vi sư thân cận tâm trạng vi sư sẽ không tốt vi sư tâm trạng không tốt sẽ ngứa tay một khi ngứa tay sẽ không nhịn được muốn hành hạ người khác vi sư đã muốn hành hạ người khác mà trước mặt chỉ có trò cưng ngươi đành khiến trò cưng chịu uất ức tiếp nhận vi sư hành hạ vậy tay lương mạc hít sâu một hơi vừa chủ động tiến lên vừa lẩm bẩm đến đây lão già ngài coi như ta vừa đánh trắm cái cho xong nàng thật sự không hiểu một thái giám sao có thể giống một người đàn ông bình thường động một cái lại sờ chỗ nọ xoa chỗ kia hay là thân thể không xong nên muốn thỏa mãn nhu cầu tâm lý có điều phải nói thật lòng tuy hắn bá đạo lại thích giày vò nàng nhưng ở phương diện này quả thực cao minh và săn sóc nói thật nếu hắn không thường thường nghĩ ra những chiêu thức quỷ quái để giày vò nàng ví dụ như đêm qua đè nàng lên tường mà khụ thì thật ra nàng không chán ghét cảm giác ma sát này. Ít nhất không có cảm giác buồn nôn nhẫn nại cực độ khi trở thành đối thực của thái giám như đã tưởng tượng, hay là vì đối phương là hắn nên mới không cảm thấy buồn nôn. Ngón tay thon dài của Bách Lý Thanh nhẹ nhàng đẩy đai lưng nàng, môi mềm in lên bờ vai trắng như tuyết, hắn cười khẽ mút ra một đóa hồng hoa, nha đầu ngoan. Dưới ngọn đèn dầu nhập nhọn, cả phòng ngập xuân sắc. Ông đây là đường ranh giới tiểu bạch buồn chán. Tinh Thùy Bình Giả khoát, Nguyệt Dũng Đại Giang Lưu Trích hai câu bài lữ dạ thư hoài của Đỗ Phủ Bản dịch của Phụng Hà, đồng không bát ngát trùng sao rọi, sông dài cuồn cuộn ánh trăng trôi Đây là chỗ tiếp giáp giữa thảo nguyên và sa mạc, đây là sa mạc rộng lớn và hoang vắng Dưới ánh sao yếu ớt, những pháo đài mòn vẹt hất ra những bóng đen quỷ mị Mai tán nền văn minh đã mất hàng nghìn năm một đội kỵ sĩ đầu đội nón rộng vành nương ánh trăng mà đến, vó ngựa tung bay tạo thành một đường bụi mù mịt, phi như bay về phía biên thành xa xa. Không lâu sau, hình dáng thành luật phương ngày một phóng to ở phía đường chân trời. Người dẫn đầu khi sắp tới trước cổng thành luật phương bỗng giật mạnh dây cương, con ngựa thần tuấn dơ cao vó trước, hí dài một tiếng rồi vững vàng đặt trên mặt đất. Sau đó, một kỵ sĩ thân hình tương đối nhỏ nhắn phía sau hắn cũng thúc ngựa tiến lên, song song mà đứng, vương tay tháo nón xuống lộ ra khuôn mặt dịu dàng mỹ lệ tây lương mạc ngẩng đầu nhìn thành luật phương to lớn trước mặt thán phục than nhẹ nơi này không chỗ nào giống một tòa biên thành đơn thuần giống một tòa vương thành trên sa mạc hơn thành luật phương xây dựng từ những khối đá lớn xếp chồng lên nhau là một tòa pháo đài xây dựa vào núi hạ lan nhăm thạch thô ráp màu trắng lóe lên màu sắc thê lương dưới ánh trăng như một con thú lớn lẳng lặng nằm trên sa mạc bảo vệ vùng trung tâm trung nguyên Kỵ sĩ cao gầy bên cạnh nửa mặt đeo một chiếc mặt nạ quỷ tinh xảo, hình dung dữ tợn, làm bằng vàng, lộ ra một đôi mắt quá mức tươi đẹp, lông mi cong dài, chỉ tiết ánh mắt quá trầm lắng quỷ mị khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hắn nheo mắt nhìn luật phương, nhàn nhạt nói, người hách hách sống quanh ốc đảo trên sa mạc, vương đình chỉ là hơn 10 cái lều vải, cũng chính vì thiếu thốn tài nguyên nên bọn chúng luyện được binh đao dũng mãnh, ra tay tàn nhẫn, gặp bộ tộc nhỏ yếu liền nữ thì cướp nam thì giết, thỉnh thoảng còn đánh cướp biên cảnh hai nước, giết người phóng hỏa, không việc ác nào không làm. Nếu thành luật phương không đủ hùng vĩ, người hách hách đã sớm đánh vào trung nguyên cướp bóc, đốt giết. Hắn hơi ngừng, lại nói, có điều ngươi nói cũng không sai. Thành luật phương này vốn là vương thành của Tây Hạ. 300 năm trước, quân chủ khai quốc tiền triều là một vị minh quân để đời, chiếm đoạt Tây Hạ, đồng thời phái rất nhiều người Hán vào đây ở, nửa dụ dỗ nửa ép buộc khiến người Tây Hạ thông hôn với người Hán, thành luật phương này cũng biến thành nơi Trung Nguyên chúng ta chống lại hách hách. Tây Lương Mạc giật mình, loại sách lược này thật ra là một chính sách diệt tộc biến tướng, quả thật vô cùng hữu hiệu, không ngờ 300 năm trước đã có quân chủ am hiểu chính sách dân tộc đến vậy. Sư phụ, giờ chúng ta vào thành chứ? Tây Lương Mạc rất muốn vào xem biên thành đặc biệt này. Bách Lý Thanh nheo mắt, trong đó hiện lên một tia quỷ dị, hắn mỉm cười, không, chúng ta không vào thành, bản tọa dẫn ngươi tới một nơi, ngày mai ngươi sẽ trực tiếp được gặp tính phi nương nương mỹ lệ của chúng ta. Tây lương mặt ngẩn ra, bách lý thanh mang kiểu vẻ mặt này nhìn có vẻ quỷ quái khát máu, khiến người ta không rét mà run. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Bách lý thanh dơ roi, tuấn mã màu đen bên dưới lập tức hí dài một tiếng. Phi thẳng ra ngoài, hắn dùng một roi cuốn tay lương mạc tới chỗ mình. Tây lương mạc hoảng sợ kêu một tiếng, sau đó vô thức ôm chặt lấy thắt lưng hắn, tức giận nhéo hắn, sư phụ, người có thể dịu dàng chút không? Đôi mắt bách lý thanh thấp thoáng ti cười, không đáp lời, chỉ ôm nàng dơ roi dục ngựa, dẫn người của mình cuồn cuộn đi mất. Cái bóng của thành luật phương bị để lại trong bóng đêm xa xa. Không biết bôn ba bao lâu, tay Lương Mạc sắp dựa vào lòng Bách Lý Thanh ngủ, một tiếng huyết sáo sắc nhọn vang lên con ngựa hí một tiếng mới khiến nàng giật mình tỉnh lại. Một loại hơi thở cực kỳ nguy hiểm nháy mắt khiến tay lương mạc tỉnh cả người. Tiếng huyết sáo rõ ràng là tiếng trạm canh cảnh báo cắt ngang qua không khí. Tay lương mạc lập tức nhìn bốn phía, giờ mới phát hiện người bọn họ dẫn theo đã vây quanh Bách Lý Thanh và nàng từ lúc nào, người của Mỹ Bộ, tư lễ giáo đều im lặng điều khiển ngựa thành vòng tròn, giờ đao hướng về phía ngoài, ánh đao sắc bén lóe lên tia sáng lạnh dưới ánh sao, nhóm sát thủ mị bộ thì hoàn toàn bộc phát sát khí. Giống như có thể lấy mạng người bất cứ lúc nào. Tây lương mạc hoảng hốt, bất cứ một sát thủ nào của mị bộ đều là cao thủ nhất đẳng, cộng thêm theo bọn họ tới luật phương lần này là một nhóm người nổi bật giỏi về tác chiến theo nhóm, nàng chưa từng thấy bọn họ lộ ra vẻ mặt cảnh giác cực độ thế này. Tây lương mạc phát hiện càng kỳ quái chính là xung quanh bọn họ không có ai, chỉ có sa mạc tối tăm, vô tận không có điểm cuối. Tây Lương mặt quan sát một lúc, đang định nói chuyện thì bàn tay Bách Lý Thanh quấn quanh eo nhỏ nàng bỗng siết chặt. Tiếp đó là tiếng giả thú gào lên thê lương cắt ngang bầu không khí. Ô! Tiếp đó, Tây Lương mặt phát hiện trong sa mạc tối đen như mực, trong tầm nhìn bỗng nổi lên một ánh đèn màu xanh lục, hoặc nên nói là ma trơi, khiến người ta không rét mà rung. Sau đó ma trơi ngày một nhiều, đi kèm chúng là tiếng gầm gừ âm trầm khiến da đầu người ta tê dại. Cùng lúc đó Tây Lương Mạc mới hiểu vì sao sát thủ mị bộ lại cảnh giác và phát ra sát khí máu tanh toàn thân. Bởi chủ nhân của ma trời đang súng lại chính là những con sói sa mạc. Đống sáng màu xanh lục kia chính là mắt của bọn chúng, cộng thêm tiếng chu thê lương, bầy sói ngày một đông, trong không khí dần tràn ngập mùi hôi tanh trên người chúng. Nàng không thấy điểm kết thúc của đám ma trời màu xanh này, không biết rốt cuộc có bao nhiêu con sói, tự như tất cả sói trên sa mạc đều tụ tập tới, làm người ta thấy rùng mình. Bởi nước và thức ăn trên sa mạc thiếu thốn, kẻ cướp thức ăn trên sa mạc cũng hung hãn hơn bất cứ đâu. Sói sa mạc hung tàn xảo quyệt, ngay cả đồng bọn bị thương cũng cắn xé. Danh hung tàn ai ai cũng biết, một con sói đã khó đối phó huống hồ nhiều thế kia. Tây lương mạc kinh hải, dù sát thủ giỏi nhất đối mặt với đàn sói dũng mãnh như thủy triều này chỉ sợ cũng không chống đỡ được. Đây là, tây lương mạc không rõ, bầy sói đánh hơi mùi tanh mà đến bọn họ không ai bị thương rốt cuộc vì sao thu hút nhiều sói thế này lẽ nào vì bước vào lãnh địa của bọn chúng suỵt đừng lên tiếng chỉ cần nhìn là được bách lý thanh thản nhiên thì thầm với nàng giống như tất cả những chuyện này hết sức tầm thường không có gì đáng phải ngạc nhiên hoảng hốt nhưng tây lương mạc lại có thể cảm nhận hắn không thoải mái như biểu hiện qua cơ bắp siết chặt của hắn tuy còn chưa đến mức không cách nào xử lý nhưng chuyện này tuyệt đối không thoải mái nàng còn chưa kịp nghĩ nhiều một tiếng sói tru sắc nhọn ngắn ngủi vang lên bầy sói không còn thử phản ứng của con mồi như lúc đầu mà nhảy vọt tới giết cùng lúc đó bách lý thanh giá lạnh hạ sát lệnh xung quanh hắn lập tức có mười mấy bóng người bật lên chém ra những vệt sáng lạnh về phía đàn sói nghe răng nhanh nhào về phía này nương theo tiếng kêu thảm thiết của bầy sói dẫn đầu mùi máu tươi tanh nồng vẫy ra, không khí lập tức tràn ngập mùi vị nồng nặc đó. Chỉ trong thoáng chốc người cùng sói giao thủ, bầy sói đã rơi xuống hai mươi mấy thi thể, chưa kể đến hơn mười con bị thương. Tây lương mặt thở vào một hơi, bởi sói là loài động vật xảo quyệt, khi đối mặt với đối thủ mạnh sẽ suy xét về thực lực rồi mới tiếp tục tấn công. Hơn nữa sói sa mạc sẽ ăn thịt thi thể đồng bọn, đến lúc đó bọn họ sẽ có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng một giây sau, nàng nheo mắt lại, bầy sói này giống như không nhìn thấy thi thể và máu của đồng loại trên mặt đất. Đám sói hàng đầu tiên nhanh chóng kéo những thi thể này vào đàn chia nhau ăn sạch, còn không hề tranh cướp. Những con sói không được chia xác của đồng loại thì tiếp tục nghe hàm răng sắc nhọn, ngửa đầu tru lên, hung hãn nhào về phía đám người tư lễ giám. Đương nhiên lần này cũng để lại không ít xác sói, thế nhưng bầy sói còn lại dường như cực kỳ có linh tính, chỉ kéo xác đồng loại đi mà không hề có ý định lùi bước không ngừng xông tới cắn xé người của Tư lễ giám. Một con sói bị người mị bộ chặt đứt đầu, ngay sau đó một con sói khác lại xông lên. hết lần này đến lần khác, tru lên cắn xé. thậm chí ngay cả những con sói bị người mị bộ xẻ bụng cũng như hoàn toàn không biết đau, kéo lê đoạn ruột tiếp tục trồn về phía bọn họ. Hơn nữa sói đói không ngừng, tự như không nuốt bọn họ vào bụng sẽ không bỏ cuộc, khiến người ta kinh sợ cao thủ của tư lễ dám dù võ công cao tới đâu lấy một địch trăm chỉ chốc lát sau trên người đã dính đầy máu sói cũng có người bị bầy sói cào bị thương tay chân thậm chí cả bụng máu người hòa lẫn với máu sói nhìn có vẻ giống một đám quỷ địa ngục dữ tợn kinh khung thế nhưng bọn họ cũng giống như vĩnh viễn không biết gì là lùi bước không hề có cảm giác đau tiếp tục dơ đau đánh chết những kẻ có ý đồ xông tới hai người đứng giữa vòng bảo vệ không ai lùi về phía sau nửa bước. Cuộc chiến tàn nhẫn trong đêm không ngừng diễn ra giữa tiếng sói tru thê lương và tiếng trên khẽ của người bị thương, người và sói hòa cùng một chỗ. Nếu không có bóng người thỉnh thoảng nhảy lên cao thì gần như không nhìn rõ đâu là người, đâu là sói. Tây lương mặt thấy mà giật mình, không nhịn được kéo bách lý thanh la hoảng, mau nghĩ cách đi, cứ thế này dù võ công cái thế cũng không chống đỡ được đến lúc giết hết bầy sói. Bách lý thanh cúi đầu nhìn nàng, Gương mặt đeo mặt nạ cùng bóng đêm u ám khiến nàng không thấy rõ vẻ mặt hắn, nhưng có thể nghe được sự trấn an nhàn nhạt của hắn. Không sao, ngươi cứ nhìn là được, vi sư sẽ không để ngươi bị thương. Tây lương mặt nhéo vạt áo hắn, nhíu mày, có ý gì? Lẽ nào hắn còn biện pháp gì sao? Vậy vì sao không dùng ngay đi? Tuy nhiên, chiến đấu với bầy sói khiến họ dần bị đẩy vào hoàn cảnh xấu, cứ tiếp tục như vậy, cho dù Bách Lý Thanh có biện pháp thay đổi cục diện thì tổn thất cũng không nhỏ. Đáy mắt Tây Lương Mạc thoáng qua một tia nóng ruột, nàng cắn môi nhanh chóng suy nghĩ, khi nhìn thấy một sát thủ tư lễ dám rơi vào bầy sói, lập tức bị mấy con sói cắn cổ và tứ chi, sát thủ kia kêu thảm một tiếng, ngay khi hắn sắp bị cắn xé thì nàng kéo cái có nhỏ trên cổ. Một tiếng còi dễ nghe cao vút vang lên, tiếng còi kia cắt qua bầu trời đêm đầy mùi máu tanh chết chóc vọt thẳng tới trời cao như tiếng phượng hoàng kêu, lại cũng giống tiếng diều hâu gào thét. Một bóng đen nho nhỏ không biết chui ra từ đâu, bắn về phía cái cổ của con sói đang cắn sát thủ tư lễ dám nhanh như tia lửa. Dây tiếp theo, con sói đói kia phát ra tiếng tru sắc nhọn, ẩn, sau đó, chỉ trong chốc lát, bóng đen qua lại giữa mấy con sói còn lại đang cắn sát thủ, bọn chúng lập tức tru lên đau đớn, thả sát thủ ra quay cuồng trên đất, Nhìn kỹ mới thấy thì ra bóng đen kia đã mổ toàn bộ mắt đám sói ra, hoặc dùng vuốt móc ra. Tay lương mạc nheo mắt, thổi cái còi trên môi lần thứ hai, lần này cái còi phát ra một tiếng bén nhọn ngắn ngủi, bóng đen nho nhỏ kia lập tức dương cánh bay về phía trời cao, sau đó há mỏ phát ra tiếng kêu như của phượng hoàng, có điểm giống tiếng diều hâu, có điều âm điệu cao hơn, quả thật khiến người ta không ngờ rằng âm thanh bắt nguồn từ bóng đen nho nhỏ kia lại khiến đàn sói phải trùng móng vuốt. Cuối đầu không dám động đậy. Tiếng kêu kia như một giọt nước nhỏ vào bóng đêm đặc quán, tạo thành từng đợt sóng rung động. Còn đám sói chỉ ngừng lại chốc lát, sau đó tru lên càng hung tợn, nhằm về phía vòng bảo vệ của tư lễ giám. Nhưng cũng chỉ chốc lát sau, bầu trời đêm vang lên tiếng động phật phật kỳ lạ. Từ xa đến gần, tiếng động kia kèm theo những tiếng kêu nhức tai, dần dần vang vọng khắp bầu trời, khiến cả người và sói đang quần nhau dưới đất cũng phải đồng loạt ngẩng đầu lên, vậy mới phát hiện một vùng mây đen đã xoay quanh trên đầu từ lúc nào. Là kền kền. Chim ăn xác. Có sát thủ tư lễ dám nhận ra hình dạng của bóng đen này, không nhịn được cao giọng hô lên. Bọn họ cảm thấy hơi lạnh dâng lên từ lòng bàn chân, ngay cả chim kền kền ăn xác cũng xuất hiện, lẽ nào hôm nay bọn họ phải chôn xác hết ở đây. Bách Lý Thanh cũng hơi nheo mắt lại, nhưng hắn không rút kiếm trên lưng ra mà nhìn đám mây đen đang bay quanh như có điều suy nghĩ. Còn tay lương mạc thì nhìn bầu trời nở nụ cười như có như không. Chỉ chốc lát, kền kền bỗng lao xuống, nhóm sát thủ tư lễ dám không thể không dơ đao lên ngang ngực. Nhắm vào lũ chim ăn xác chết. Ngoài dự đoán của bọn họ là kền kền chỉ nhằm về phía bầy sói cái mỏ cùng bộ móng cong vút lại cứng như sắt của lũ chim ăn xác thoáng chốc chọc nát con mắt và cái mũi yếu ớt nhất của bầy sói. Ẩn. Gào. Đám sói phát ra những tiếng kêu thảm thiết khiến người ta run sợ, không ngừng nhảy lên cố gắng cào chim ăn xác. thế nhưng đám kền kền linh hoạt bay lên, dùng sải cánh rộng gần một mét hất tung bụi mù, đám sói đói bị che mắt, đau đớn gào lên né tránh cái mỏ và móng vuốt của kền kền. Kết kết đám kền kền đồng loạt phát ra tiếng kêu khó nghe, mùi máu khiến loài chim ăn xác này gào lên hưng phấn. Hơn nữa mắt sói trong đêm tự nhiên tỏa sáng khiến chúng khó có thể trốn, kền kền chỉ cần dơ vuốt ra là vô chuẩn. Đám sói đói đối mắt với thế công mạnh mẽ từ không trung, không ngừng lui về sau, bị đánh cho tơi bời. Con sói giống như con đầu đàn ngày càng nôn nóng, cố gắng tru lên thúc giục bầy sói tiến công lần thứ hai, thế nhưng dù được cổ vũ thì bầy sói cũng chỉ có thể thoát ra khỏi sự cắn xé của bầy kênh kênh. Kết thúc bằng con mắt mù, thậm chí là cổ họng bị cắn rách. Cuối cùng, chúng tan rã, kẻ vây săn nghĩ tối nay có lộc ăn trong nháy mắt trở thành kẻ bị săn, mặc kệ con sói đầu đàn kia gào lên sắc nhọn cỡ nào cũng không điều khiển được bầy sói tan tác. Nhóm người của mị bộ và tư lễ dám vốn cầm đao đề phòng kinh ngạc nhìn bầy sói bị thương cục đuôi phát ra tiếng rên rỉ tứ tán chạy trốn, thế nhưng đám kền kền dường như không chịu tha cho chúng nó, không ngừng truy đuổi bầy sói rất xa, đám còn lại thì bay tròn trên bầu trời như đang đợi cái gì. Mà không đáp xuống hưởng thụ sát sói khắp nơi. Tây lương mặt thấy không còn nguy hiểm, khẽ thở ra một hơi, sau đó nàng ngậm cái còi thổi nhẹ một hơi. Tiếng chim hót dễ nghe vang lên, bóng đen nho nhỏ tròn tròn không biết từ đâu bay ra cũng kêu vài tiếng, sau đó đám chim ăn sát đuổi theo bọn sói mới vỗ cánh bay về chim bay tròn trên bầu trời cùng máu me đầy đất tạo thành một hình ảnh quỷ dị bách lý thanh cúi đầu nhìn vẻ mặt thản nhiên của tây lương mạc đôi mắt hơi khép lại sau đó lạnh nhạt sai bảo thu dọn chút đi sứ giả tới đón chúng ta đến rồi nhóm sát thần mị bộ giờ mới thu lại đao kiếm thúc ngựa trở về mặc kệ trên người bọn họ có bị thương nặng hay không toàn bộ quay lại đội hình như ban đầu bao quanh Tây Lương Mạc cùng Bách Lý Thanh, hoàn toàn không mất trật tự, chỉ bỏ lại hơn trăm xác sói. Tây Lương Mạc không nhịn được thầm khen sự huấn luyện bài bản và ý chí kiên nhẫn của đám sát thần này. Mà lúc này, hướng bầy sói tan tác bỗng xuất hiện một bóng người cưỡi ngựa, rồi một người tiếp một người tay cầm đuốc xuất hiện tại đường chân trời. Những người này phóng ngựa thẳng về phía bọn họ. Tây Lương Mạc hơi cảnh giác nhìn bọn họ, vẻ mặt lại không hề thay đổi bách lý thanh nhìn thiếu nữ trong lòng nàng cực kỳ bình tĩnh không hề kích động vì trận đại thắng vừa rồi khiến đáy mắt bách lý thanh thoáng qua một tia kinh ngạc cùng hài lòng đám người ngựa kia vọt tới trước mặt bọn họ mang theo một cơn lốc bụi rồi mới dừng đầu ngựa tay lương mặt thấy người người thân hình cao lớn cường tráng phần lớn để râu mép tóc tết thành bím đầu đội đầu sói người mặc da báo cánh tay trần đều xăm hình sói Tạo hình này khiến Tây Lương Mạc cảm thấy quen mắt lạ thường, cái người theo tới nha môn hành chính của tư lễ giám, người hâm mộ cùng nhiệt của Bách Lý Thanh, hách hách vương tử chẳng phải cũng ăn mặc thế này hay sao? Nàng nhướng mày hỏi nhỏ, bọn họ là người hách hách. Bách Lý Thanh được một tiếng rồi bổ sung, phải nói là Sa phỉ nổi danh nhất hách hách. Tây Lương Mạc ngẩn ra, sa phỉ. Là cướp à? Đây là sứ giả Bách Lý Thanh nói sao? đầu lĩnh của nhóm cướp sa mạc hách hách lớn tiếng mở miệng, chủ nhân A Khắc Lan. Đại đầu lĩnh chúng ta hỏi vì sao ngài dung túng thuộc hạ sát hại nhiều huynh đệ của chúng ta như vậy. Người hách hách kia tuy biết tiếng Trung Nguyên nhưng phát âm rất kỳ quái, câu chữ có vẻ sắc bén cộng thêm thân hình ngược sáng cao lớn dị thường kia hẳn là có tính uy hiếp lớn, vậy mà nghe lại có vẻ cực kỳ. Tức cười. Tây lương mạc không nhịn được hơi nhếch khóe môi, thấp giọng hỏi, huynh đệ nào? hay là sư phụ ngươi còn dẫn người đi đập tổ chim nhà người ta? Bằng không vì sao sau khi tiểu đầu lĩnh chất vấn? Đám hách hách không ngừng phát ra tiếng gào gào như cực kỳ tức giận, càng quái dị là với tính cách lỗ mãn của đám kia sao còn không lập tức xông lên đánh nhau với bọn họ. Bách Lý Thanh nhẹ giọng nói bên tai nàng, ngươi thấy những con sói kia chưa, chúng ta quả thật giết không ít huynh đệ của bọn chúng đấy. Tây Lương Mạc ngẩn ra rồi lập tức hiểu được, thì ra đám cướp sa mạc hách hách này coi sói là huynh đệ, đám cướp sa mạc này cũng chính là người đuổi sói ra vây giết bọn họ, thuật ngự sói của người hách hách quả là rất giỏi. Nàng dẻo cợt mở miệng, thì ra các ngươi đối xử với huynh đệ tốt của các ngươi như thế, xua bọn chúng ra làm bia đỡ đạn. Dù đám hách hách không hiểu rõ lắm ý nàng nói, nhưng nhìn bóng người nhỏ nhắn xinh xắn cách đó không xa liền kinh miệt nói, hừ, người hách hách là người dũng mãnh, không sợ chết, Sói cũng vậy. Nếu đã vậy các ngươi còn gì oán giận, dù sao người dũng mãnh chết trên chiến trường cũng đáng thôi." Tây Lương Mạc trêu tức. Người hách hách vốn nói tiếng Trung nguyên không lưu loát, thoáng chốc bị Tây Lương Mạc vặn lại nên lắp ba lắp bắp nói không ra lời. Trận trừng mắt giận đùng đùng quơ đao trong tay, không giống, cái kia là Hoa nghên. Hoa Ngên chủ nhân A Khắc Lan. không phải chiến đấu. Không phải chiến đấu mà sát khí đã nặng như thế. Nghi thức hoan nghênh quả là đặc biệt nhỉ. Tây Lương Mạc nhướng mày cười nói, à, vừa rồi cũng là nghi thức hoan nghênh của chúng ta đối với nghi thức hoan nghênh của các ngươi, dùng nghi thức này thể hiện sự hoang nghênh và ca ngợi của chúng ta đối với nghi thức hoan nghênh của các ngươi, vì vậy các ngươi không nên quá mức tức giận vì nghi thức hoan nghênh của chúng ta. Nên vui vẻ mới đúng. Tiểu đầu mục hách hách trợn tròn mắt, hắn bị một đống nghi thức hoan nghênh nghi thức hoan nghênh của Tây Lương mặt làm choáng váng đầu óc chỉ nghe được trọng điểm hoan nghênh cùng ca ngợi. Thế nên hắn hơi ngập ngừng, không biết nên nói gì, mặt đỏ tí tai nói, ngươi. Ngươi, ngươi cả nửa ngày vẫn chưa thấy dứt được một câu, cuối cùng Bách Lý Thanh mỉm cười giải vây cho hắn, dùng một đoạn tiếng hách hách lưu loát nói, được rồi, chuẩn khắc khâm, ngươi làm lỡ quá nhiều thời gian. Đại đầu lĩnh của các ngươi sẽ tức giận. Một câu tức giận nháy mắt khiến đại hán trâu quai nón trước mặt run rẩy, yểu xìu nói, được, chủ nhân A Khắc Lan, mời theo chúng ta. Dứt lời không nói thêm một câu, quay đầu đi trước. Tây lương mạc nhướng mày rồi thổi một tiếng còi ngắn ngủi, đám kền kền như lấy được hiệu lệnh, từ trên trời tham lam xà xuống thi thể sói trên mặt đất. Sự hung tàn của chúng nhất định đã bị chuẩn khắc khâm nhìn thấy, vì vậy hắn lập tức quay đầu ngựa chạy thật xa. Cây đuốc soi rõ vẻ mặt sợ hãi của hắn khi hắn nhìn về phía tây lương mạc đang ngồi trong lòng bách Lý Thanh một đám đại hán hách hách châu đầu ghé tai thì thầm, chuẩn khắc khâm kính cẩn nói, chủ nhân A Khắc Lan, những chim ăn xác này do tiểu cô nương trong lòng ngươi gọi tới sao? Tây lương mạc nhịn không được, tiểu cô nương. Chưa nói đến tuổi kiếp trước cộng kiếp này của nàng còn lớn hơn Bách Lý Thanh, cho dù chỉ tính kiếp này, dáng người của nàng so với con gái vùng Trung Nguyên đã tính là cao gầy, chưa từng có ai gọi nàng là tiểu cô nương. Bách Lý Thanh hơi gật đầu, đúng thế chuẩn khắc khâm kia lập tức lộ ra vẻ mặt có thể gọi là sợ hãi, liên tục lùi ba bước, cả một đám đàn ông hách hách cũng như nhìn thấy quỷ, ánh mắt đánh một vòng trên người Bách Lý Thanh cùng Tây Lương Mạc rồi quay đầu bỏ chạy, chủ nhân A Khắc Lan, xin đi theo chúng ta. Rồi thúc ngựa chạy nhanh như thỏ con thấy chim ưng. Tây Lương Mạc sửng sốt, thế này là thế nào, đám này có bệnh à? Vừa rồi còn hận không thể xé xác nàng, quay người đã chạy mất dạng. Thế nhưng Bách Lý Thanh lại cười như không có gì đáng ngạc nhiên, vi sư ngược lại không biết ngươi luyện thành thuật ngữ điểu từ bao giờ. Tây Lương Mạc cười cười, không hề giấu giếm giơ tay áo lên, một cái bóng màu đen vẫy cánh bay về phía nàng, nhưng ngay khi cái cuộn mềm mềm kia sắp chui vào ngực nàng thì tay áo rộng của Tây Lương Mạc cuộn một cái, cuốn thứ kia vào tay áo. Tiểu Bạch quốc tức kêu hai tiếng, vừa giúp ngươi xong mà chút phần thưởng cũng không cho. Tây Lương mặt mặc kệ con chim béo trong tay áo, ngẩng đầu nói với Bách Lý Thanh, trước kia vốn phát hiện tiểu bạch tùy tiện gọi thế nào, chỉ cần nó muốn, bất kể trời lạnh đến đâu cũng có các loại chim mái nhào đến để nó lâm hạnh. Từ chim sẻ, gà mái đến chim công, diều hâu đều có, sau đó ta mới phát hiện nó có bản lĩnh này. Lúc đầu nàng chỉ định để tiểu bạch truyền tin thôi, sau có một lần nàng phát hiện tiểu bạch đang cố gắng chui tới chui lui dưới cái mông một con chim công, trước không nói đến con chim đáng kinh này đang làm gì, chỉ nói đến chính giữa mùa đông, lại ở phương Bắc, con chim béo này có thể gọi một con chim công ra quả là một loại kỳ tích. Bách Lý Thanh không nhịn được cười ha ha, ha ha. Quả là thần điểu. Ngay cả nhóm sát thần tư lễ dám bất động như núi ở bên cũng phải thấp giọng cười. Tây Lương Mạc chờ hắn cười xong mới tò mò nói, ngươi quen đám cướp sa mạc này lâu rồi à, chủ nhân A Khắc Lan là cái gì? Kiểu nghi thức hoang máu me này năm nào cũng có à. Bách Lý Thanh nhịn cười, vừa thúc ngựa đuổi theo nhóm cướp sa mạc hách hách vừa nói, đúng thế, có điều không phải mỗi năm mà là đối với mỗi người có ý định bước chân vào lãnh địa của đám sa phỉ hung hãn ác độc nhất sa mạc này, chỉ muốn xem ai có thể kiên trì nửa canh giờ thôi, người hách hách thờ phụng võ giả dũng cảm nhất, chém giết đủ sói mới có thể vào lãnh địa của bọn họ hành khách quý của bọn họ, hưởng thụ tiếp đãi thượng đẳng. Tây Lương Mạc gật đầu, trong lòng thầm bổ sung, có loại tập tục máu me kỳ dị này tốt nhất đừng tới nhà này làm khách. Bọn họ theo tiểu đội hách hách kia đi một đoạn đường, cuối cùng từ phía xa xa, Tây Lương Mạc thấy ánh đèn dầu cùng màu xanh thấp thoáng, tới gần nàng mới biết đó là một ốc đảo rất lớn, nơi nơi là lều bạc, bên cạnh buộc ngựa chiến, không ít người hách hách đội đầu sói và phụ nữ che mặt đeo đao nhìn thấy bọn họ đến tất cả xông ra dùng vẻ mặt kỳ dị đánh giá bọn họ. Mà chuẩn khắc khâm vừa nãy đã dẫn một đoàn võ sĩ hách hách mặt đồng phục ra nghênh đón. Bách Lý Thanh ung dung theo bọn họ vào ốc đảo, ngược lại Tây Lương mặt nhạy cảm phát hiện không ít ánh mắt đang hướng về phía nàng, khiến nàng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng nàng hoàn toàn không để lộ ra. Chỉ chốc lát bọn họ đã tới trung tâm ốc đảo, nơi đó có một chiếc lều trại rất lớn, phía trước bày tiệc rượu phong phú, tràn đầy các loại rượu thịt và nhiều loại trái cây tây lương mạc chưa từng thấy không ít người hách hách đeo vàng đeo bạc khoác da sói da báo nhìn có vẻ có địa vị ngồi hai bên đang nhìn chằm chằm vào bọn họ loại ánh mắt này không tính là thân thiện cũng không coi như hung ác chỉ có thể nói là rất kỳ quái ngồi trên cùng là một người đàn ông trẻ thân hình hắn cực cao lớn mặc quần áo hoa báo lộ ra lồng ngực rộng lớn gợi cảm điểu khiến Tây Lương Mạc tương đối kinh ngạc là hắn không để râu như phần lớn đàn ông hách hách, đường nét sâu cộng thêm vẻ đẹp hoang dã, đôi mắt màu vàng sắc bén đang nhìn bọn họ đấy sát khí. Ngồi hai bên hắn là hai mỹ nhân hách hách ăn mặc hở hang. Người này hẳn là đại đầu lĩnh, nàng không ngờ người này trẻ như vậy, nhìn có vẻ chỉ hơn 20. Chủ nhân A Khắc Lan, đã lâu không gặp. Thủ lĩnh người hách hách bỗng lên tiếng. Bách Lý Thanh nhàn nhạt nói, Chuẩn xác, đã lâu không gặp, nhìn ngươi có vẻ vẫn rất tốt. Hắn đeo một chiếc mặt nạ giữ tận bằng vàng che nửa gương mặt, khi nói chỉ có thể nhìn vào đôi mắt tối tăm như địa ngục, càng khiến không ít người hách hách trùng mình. Chuẩn xác nheo mắt lại nhìn về phía Tây Lương Mạc, nữ nhân kia chính là người triệu tập chim ăn xác công kích bầy sói của ta. Bách Lý Thanh lặng lặng trắng trước mặt Tây Lương Mạc, lạnh lùng nói, "Không sai, đây là đáp lễ với bầy sói ngươi dùng để đón chúng ta thôi." một giây sau rất nhiều người hách hách lộ ra vẻ mặt kinh khủng châu đầu ghé tai nhìn đi chính là nàng đúng vậy thật khủng khiếp ừ trời ạ à. thật đáng sợ tuy tây lương mạc nghe không hiểu tiếng của bọn họ thế nhưng có thể hiểu được vẻ mặt hoảng sợ trên mặt những người đó nàng có chút khó hiểu nhìn bách lý thanh lại phát hiện bách lý thanh như đang có điều suy nghĩ chưa đợi đến khi nàng phục hồi tinh thần bỗng một ông lão mập mạp mặc áo bào đen chạy ra, quỳ rạp xuống trước mặt Tây Lương Mạc, nâng lên một chuỗi gì đó, nữ vương của chim ăn xác, xin hãy tiếp nhận kính ý và tế bái của Tô Cáp Ta. Tây Lương Mạc nhìn ông lão quỳ chấm đất trước mặt lại càng hoảng sợ, nhìn nhìn một chuỗi đầu lâu khô nho nhỏ trong tay lão không khỏi muốn lùi một bước, thế nhưng Bách Lý Thanh giữ nàng lại, khẽ nói bên tai nàng, nhận lấy thứ kia của lão đầu, Tô Cáp là đại vô sư của người HH. Tây lương mạc hơi nhăn mày, cuối cùng vẫn giơ tay nhận lấy chuỗi đầu lâu khô ông lão kia dâng lên, đầu lâu nhỏ thế này nhìn thế nào cũng giống như từ đầu trẻ con tạo thành, trên mỗi cái đầu lâu còn khảm các loại đá quý, nhìn càng âm trầm quái dị. Câu cáp vô sư kia cúi đầu khiến không ít người hách hách cũng quỳ xuống lạy tây lương mạc. Nữ vương của chim ăn xác Nữ thần vong linh, xin tha thứ chúng ta vô lễ. Tây lương mạc không nói gì chỉ nhìn một đám người quỳ xuống, những mày nhìn về phía chuẩn xác trong số ít người không quỳ xuống mà dùng một loại ánh mắt đề phòng nhìn mình chăm chăm. Chuẩn xác nở nụ cười lạnh giá, không nói gì thêm chỉ nói, mời chủ nhân A Khắc Lan cùng nữ vương của chim ăn xác cùng hưởng dụng yến hội. Bách Lý Thanh cúi đầu nhẹ giọng dặn dò bên tai Tây Lương Mạc, ngoại trừ hoa quả đừng ăn gì, kể cả rượu. Một hồi yến hội nên tiếp quỷ dị cứ bắt đầu như thế. Rất lâu sau, tiếng động náo nhiệt dần dần lắng xuống, tây lương mạc cùng bách lý thanh trở lại lều nàng nhịn không được nhìn bách lý thanh oán giận chúng ta tới đây làm gì đói chết đi được tiệc trụ phong phú tuy nhìn có vẻ thô ráp đều là xương sườn thịt heo nhưng ngửi có vẻ rất thơm nàng đã một ngày không ăn gì đói không chịu được bách lý thanh từ mỹ nhất nhận lấy hành lý ném cho nàng ăn lương khô đi nếu ngươi thật sự muốn ăn đại tiệc thì mai có tây lương mạc ngẩn ra sau đó vừa nhận lấy vừa buồn bực hỏi, nữ thần vong linh với nữ vương của chim ăn xác là cái gì? Loại sưng hô kỳ quái này nghe có vẻ cực kỳ cung kính và đáng sợ nhưng thật sự khiến người ta khó chịu đấy. Bách Lý Thanh uống nước, thản nhiên nói, "Kền kền là loài động vật khó thuần phục nhất trên sa mạc này, cho đến nay chưa có ai có thể thuần phục kền kền sa mạc, khi chúng tập kết lại ngay cả bầy sói cũng không phải đối thủ của chúng, ngươi cũng thấy đấy, hơn nữa người hách hách thích thiên tán." chính là sau khi ngươi chết liền đập nát thi thể ngươi để trên sa mạc, dụ kền kền sa mạc đến ăn. Kền kền được xưng là chim vong linh, cũng là vị thần hắc ám đáng sợ nhất trên sa mạc, sứ giả của tử thần. Hôm nay ngươi lộ ra bản lĩnh này khiến người hách hách sợ hãi. Cho nên mới có xưng hô. Nữ tử thần, nữ thần vong linh. Tây lương mạc từ một tiếng, nói như có điều suy nghĩ, xưng hô này tuy không dễ nghe nhưng cũng không tệ lắm ít nhất rất có lợi với chúng ta, ít nhất đám người hách hách tạm thời sẽ không làm gì nữ tử thần ta đây. Vừa rồi trên đường tới đây, Bách Lý Thanh nói cho nàng đám cướp sa mạc này chính là đạo tặc hung hãn tàn nhẫn nhất trên vùng đất này, ngay cả Vương Đình hách hách cũng phải nể mặt bọn họ ba phần. Bách Lý Thanh nhìn Tây Lương Mạc, có đôi khi hắn cảm thấy thiếu nữ trước mặt không thể nào mới 15 tuổi. Hắn khi 15 tuổi cũng đã ngồi trên vị trí phó tọa tư lễ giám nhưng so về bản lĩnh gặp chuyện không sợ hãi, trước tiên nghĩ về mặt có lợi nhất với bản thân, hắn vẫn không bằng thiếu nữ đang ở trong lòng này. Được rồi, đừng nghĩ nhiều thế làm gì, nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai chúng ta còn phải dự thịnh yến của người hách hách đấy. Bách Lý Thanh vỗ vỗ vai nàng. Tây Lương Mạc nhìn loại ánh mắt quỷ dị của Bách Lý Thanh lại xuất hiện, nàng không nhịn được lắc đầu, luôn cảm thấy dự cảm không tốt. Nhưng chạy suốt một ngày, nàng vẫn ngủ rất nhanh bách lý thanh nhìn thiếu nữ trong lòng ánh mắt âm u sâu không đáy thầm lộ ra nụ cười trào phúng không ngờ chính hắn lại có một ngày vì một tiểu nha đầu mà trèo non lội suối bất kể khoảng cách nghìn dặm tới tham gia một lần thịnh yến hoàn toàn không phải phong cách của hắn nữa ông đây là đường ranh giới tiểu bạch không có bộ ngực lớn rất đau xót sáng sớm ngày hôm sau mặt trời vừa mới bay lên khỏi đường chân trời trên sa mạc Bên ngoài đã vang lên tiếng náo động rất lớn. Tây lương mặt lập tức bị đánh thức. Nàng dụi mắt nhìn qua cửa sổ, phát hiện đám cướp sa mạc hách hách người người trang bị đầy mình không biết định đi đâu. Nhưng động tác của bọn họ quá nhanh, chỉ chốc lát đã dơ roi thúc ngựa đi mất. Tây lương mặt đang định dậy thì bị kéo cổ tay, Bách Lý Thanh nhắm hai mắt lười biến nói, còn sớm, trời còn lạnh như vậy, trò cưng sao không ngủ thêm chút nữa đi. Tây lương mặt nhăn mày, người hách hách đi đâu, nhìn có vẻ vô cùng hưng phấn, rất tò mò. Bách Lý Thanh thở dài một hơi, xen vào việc người khác. Ngủ. Dứt lời, không thèm mở mắt, tay dùng sức đã kéo tay lương mạc vào lòng mình. Tay lương mạc cũng nghe lời, sáng sớm sa mạc rất lạnh, nếu hắn không thèm để ý thì hẳn không có chuyện gì lớn, vậy ngủ thôi. Cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé